mà thế lực cường hãn như vậy lại chỉ là một chi thứ nho nhỏ được truyền xuống từ chủ mạch trên tiên vực hắn ta khó có thể tưởng tượng rốt cuộc chủ mạch kia cường đại đến mức nào tử yên tiếp tục nói không bao lâu nữa sẽ có sư huynh sư tỷ chủ mạch hạ giới đến lúc đó tử yên nhất định tận lực thỉnh cầu bọn họ trợ giúp ngươi đa tạ ngươi ánh mắt lâm phong lộ ra một tia cảm động mà lúc này một gia phó bỗng chạy tới và nói thiếu gia người của gia tộc nạp lan tới cái gì lời này làm lâm phong biến sắc chương 197, nghịch thiên thập tử bắt đầu hiện thân. Gia tộc Nạp Lan là một trong những gia tộc lánh đời đông huyền vực, có cường giả đạo thần khủng bố tọa chấn. Thần kiêu, quy nhất, hợp đạo, niết bàn, thông thiên, thần hỏa. Sau khi bậc lửa thần hỏa trở thành cường giả thần hỏa, cũng xem như bước vào cửu giai thông thánh. Cửu giai lần lượt là hư thần, chân thần, thiên thần, đạo thần, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh nhân vương, đại thánh, thánh chủ. Mỗi một tầng cũng chia thành tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiểu viên mãn, đại viên mãn. Đạo thần nắm giữ ít nhất một đạo chi pháp tắc, đối với thiên huyền đại lục ở hạ giới mà nói, đạo thần đã là cường giả cực kỳ lợi hại. Mà gia tộc Nạp Lan là một gia tộc lánh đời có được cường giả đạo thần, là nhất bá của đông huyền vực. Nhưng chủ yếu là, Lâm Phong và tiểu thư đương đại của gia tộc Nạp Lan, Nạp Lan Nhược Hy, có hôn ước với nhau. Năm đó phụ thân hắn ta ngoài ý muốn cứu được lão gia tử bị trọng thương của gia tộc Nạp Lan, bởi vậy mới có hôn ước này. Mà hiện tại, gia tộc Nạp Lan tới tông tộc Lâm Thị làm cái gì? Lâm Phong đã thầm suy đoán ra 89 phần 10. Từ hôn, trừ chuyện này ra, Lâm Phong không thể nghĩ ra lý do gì khác. Đừng nói là tông tộc Lâm Thị, dù là toàn bộ đại viêm quốc cũng giống như con kiến trong mắt gia tộc Nạp Lan, có thể tiêu diệt nếu thích. Gia tộc Nạp Lan, tử yên nghe vậy thì hơi nhăn mày liễu lại, thế lực sau lưng nàng cũng không thua kém gì gia tộc Nạp Lan. Nhưng nàng từng nghe một lời đồn đãi, một nữ tử tổ tiên của gia tộc Nạp Lan từng là đạo lữ của một vị cường giả tối cao trên tiên vực. Hình như cường giả tối cao kia tên là Nguyên Thiên Chí Tôn gì đấy. Tử Yên cũng không biết suốt cuộc Nguyên Thiên Chí Tôn khủng bố đến mức nào. Nhưng có thể dính đến hai chữ Chí Tôn thì hiển nhiên là cường giả siêu cấp mà nàng không thể tưởng tượng. Tốt nhất Nạp Lan nhược khi kia đừng làm quá mức, nếu không thì. Đến lúc đó sư huynh sư tỷ trên tiên vực hạ giới, Tử Yên sẽ bắt gia tộc Nạp Lan phải trả giá đắc. Tử Yên lạnh như băng mà nói nhất mạch của nàng ta vô cùng cường thịnh trên hoang thiên tiên vực, là một thánh địa siêu nhiên. Cho dù sao ra kém bất hủ, nhưng cũng là thế lực đỉnh cấp dưới bất hủ. Muốn đối phó một gia tộc lánh đời nhau nhỏ dưới hạ giới quả thực là quá nhẹ nhàng. Giờ phút này, ở đại đường đại khách của tông tộc Lâm Thị, một thiếu nữ mặc chiếc váy dài thủy tụ đang ngồi e ấp như sử nữ. Thiếu nữ kia có ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tuyệt đẹp, da thịt tuyết trắng vô cùng mịn màng, non nớt như có thể véo ra nước. Dáng người nàng cũng rất tốt, đường cong phập phồng rất thu hút, mái tóc xinh đẹp đen nhánh như mây, búi thành một búi tóc, nhìn thật điềm tĩnh yêu nhã. Nàng là kiêu nữ đương đại của gia tộc Nạp Lan, Nạp Lan Nhược Hy. Nạp Lan Nhược Hy là thiên tri kiêu nữ tiếng tăm lừng lấy của Đông Huyền Vực, còn là nhân vật cấp nữ thần trong cảm nhận của vô số nam tử. Năm ấy nàng 16 tuổi, đã đột phá tới cảnh giới chân linh ngũ trọng thiên. Nếu điều này xảy ra ở tiên vực thì tất nhiên không là cái gì, thậm chí coi như rất kém cỏi. Nhưng quy tắc thiên địa hạ giới bất đồng, ở thiên huyền đại lục, có thể đạt tới chân linh ngũ trọng thiên ở 16 tuổi đã là thiên tài cực kỳ yêu nghiệt. Ha ha, sao nạp lan chất nữ lại rảnh rỗi tới tông tộc lâm thị của ta vậy? Trên chủ tọa, một nam tử trung niên khuôn mặt đoan chính lộ ra ý cười và nói. Ông ta là tộc trưởng của tông tộc lâm thị, cũng là phụ thân của lâm phong, lâm trấn thiên. Lâm bá phụ, đã lâu không gặp, cử chỉ của nạp lan nhược hy rất lễ phép khéo léo. Mặc dù thân phận của nàng cao cao tại thượng là kiêu nữ của gia tộc lánh đời, nhưng thái độ giờ phút này lại cực kỳ khiêm tốn không có ý kiêu căng gì điều này cũng làm lâm trấn thiên rất vừa lòng có ai ngờ được lão nhân trọng thương lúc trước ông ta ngoài ý muốn cứu được lại là lão gia tử của gia tộc nạp lan mà hành động đó cũng giúp con của ông ta có được một tức phủ tốt lâm trấn thiên vui tươi hớn hở cười con của ông ta tuy phế xài nhưng nếu có thể cưới nạp lan nhược hy làm thê tử thì vẫn sẽ là nhân vật cao cao tại thượng thậm chí toàn bộ tông tộc lâm thị đều sẽ bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng trở thành đại gia tộc mà toàn bộ đông huyền vực không dám trêu chọc. Còn về chuyện từ hôn, Lâm Trấn Thiên căn bản không nghĩ đến chuyện này. Theo cái nhìn của ông ta, gia tộc Nạp Lan không có khả năng vong ân phụ nghĩa. Ngay vào lúc Lâm Chấn Thiên đang mơ mộng đẹp trong lòng. Ngoài cửa, Lâm Phong và Tử Yên đi vào. Lâm Phong liếc một cái đã nhìn thấy Nạp Lan Nhược Hy, trong mắt cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh diễm. Nạp Lan Nhược Hy thật đẹp, cử chỉ yêu nhã điềm đạm đổi lại là bất cứ nam tử nào cũng sẽ nhất kiến trung tình. Cho dù là Lâm Phong cũng không ngoại lệ, nhưng, nghĩ đến thân phận phế xài của mình, trái tim Lâm Phong bỗng trầm xuống. Hắn ta không mơ giấc mộng đẹp giống như Lâm Trấn Thiên. Con cóc vẫn có giác ngộ của con cóc, hắn ta muốn ăn thịt con thiên nga này à, khó. Nhìn thấy Lâm Phong đã đến, Lâm Trấn Thiên vội vàng vẫy tay và nói, tiểu tử thúi, còn không qua chào hỏi nạp lan cô nương. Vẻ mặt Lâm Phong thật vững vàng, nhìn về phía nạp lan nhược hy. Nạp Lan Nhược Hy cũng đưa ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía Lâm Phong. Diện mạo của Lâm Phong thanh tú, sắc mặt kiên nghị. Tuy là một phế xài nổi tiếng gần xa, nhưng Nạp Lan Nhược Hy cũng không có khinh miệt hay chán ghét gì. Lâm công tử, Nạp Lan Nhược Hy khẽ gật đầu chào hỏi. Nạp Lan Nhược Hy, người tới làm cái gì? Lâm Phong hỏi, tiểu tử thúi, ăn nói sao thế hả? Lâm Trấn Thiên chừng mắt nhìn Lâm Phong một cái. Nạp Lan Nhược Hy thở nhẹ ra một hơi, đôi mắt xinh đẹp mang theo chút áy náy. Nàng nói, xin lỗi, hôm nay nhược hy là tới từ hôn, nhược hy một lòng tu luyện, thật sự không có ý thành thân. Một câu khiến cho toàn đường tĩnh mịch, sắc mặt của tất cả tộc nhân của tông tộc Lâm Thị lập tức trở nên khó coi. Lâm Trấn Thiên càng không thể tin nổi, mộng đẹp của ông ta rách nát, quả nhiên, nạp lan nhược hy, ngươi, Lâm Phong chố mắt nhìn, siết chặt nắm tay, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, mang đến đau đớn xuyên tim. Vẻ mặt của Tử Yên bên cạnh cũng cực kỳ lạnh lẽo. Nhược Hy không phải ghét bỏ tu vi của Lâm công tử, chỉ là thật sự không thích hợp, còn về bồi thường, gia tộc Nạp Lan ta sẽ nâng đỡ tông tộc Lâm thị, các loại tài nguyên, cái gì cần cũng có cả. Nạp Lan Nhược Hy nói chuyện rất bình tĩnh, không kiêu căng ngạo mạn, cũng mang đầy ý xin lỗi và ái náy. Chương 198, Căn nguyên thế giới xuất hiện, nhưng Lâm Phong lại nhịn không được quát mắng, Nạp Lan Nhược Hy, tiện nhân ngươi, làm vậy thì mặt mũi của tông tộc Lâm thị ta để ở chỗ nào? Làm càn phía sau nạp lan nhược hy, một bà lão quát lạnh một tiếng, một khí tức hư thần cảnh bùng nổ. Khí tức này khiến cả trái tim lâm chấn thiên run rẩy. Tu vi của ông ta chỉ tới thần hỏa cảnh mà thôi, còn chưa bước lên cửu giai thông thánh. Mà chỉ tu vi của một người hầu trong gia tộc nạp lan thôi cũng đã cao hơn ông ta. Lấy thân phận cao quý của tiểu thư, thật ra căn bản không cần phiền toái như vậy, vì tiện phái một người tới, nói một câu là có thể tống cổ các ngươi. Nhưng nàng lại lựa chọn tự mình tới cửa xin lỗi, thái độ thành khẩn còn nguyện ý bồi nhiều tài nguyên cho các ngươi như vậy kết quả lại đổi lấy quát mắng của các ngươi quả thật là điêu dân đi ra từ thâm sơn cùng cốc. bà lão kia nhịn không được mà quát bà ta thật sự cảm thấy không đáng thay cho nạp lan nhược hy liếu bà bà đừng nói nữa chuyện này thật sự là nhược hy không đúng lâm công tử mắng một câu cũng đúng mà nạp lan nhược hy ngăn cản a à, cái gì mà thái độ thành khẩn chỉ là khinh thường nhìn lại thôi yên tâm lâm phong ta cũng không trèo cao nổi con thiên nga trắng là ngươi lâm phong cười lạnh và nói tài nguyên bồi thường sẽ được đưa tới nhược hy thật sự xin lỗi nạp lan nhược hy vẫn rất thành khẩn tài nguyên thì cầm đi đi tông tộc lâm thị ta không thiếu mấy thứ này sắc mặt lâm trấn thiên cũng trầm xuống giấc mộng đẹp cả tộc biến phượng hoàng của ông ta xem như hoàn toàn rách nát nạp lan nhược hy thầm thở dài trong lòng nàng cũng không có cách nào tiện nhân ngươi cút cho ta ba năm sau lâm phong ta không một năm chỉ cần một năm ta nhất định sẽ tự mình bước lên gia tộc nạp lan để đánh bại ngươi lâm phong bỗng quát hắn ta thật sự là không thể chịu đựng sự nhục nhã này tuy từ đầu đến cuối nạp lan nhược hy không nói ra một câu nhục nhã hắn xin lỗi cuối cùng nạp lan nhược hy hơi cúi người muốn rời đi mà lúc này tử yên lại chắn trước người nạp lan nhược hy ngươi nạp lan nhược hy không rõ nguyên do xem thường lâm phong ca ca cho dù là ngươi hay gia tộc nạp lan sau lưng ngươi đều sẽ trả giá đắt tử yên lạnh lùng nói nạp lan nhược hy liếc nhìn tử yên một cái trực tiếp rời đi a à, đáng chết lâm phong hận muốn phát điên trực tiếp chạy ra khỏi đại đường tuy trong lòng hắn ta không muốn thừa nhận nhưng thật sự cũng từng ảo tưởng chuyện liên hôn với nạp lan nhược hy sốt cuộc ai không muốn liên hôn với dạng thiên tri kiêu nữ này ngoài miệng lâm phong không muốn thừa nhận thân thể lại rất thành thật hiện tại nạp lan nhược hy cự tuyệt không thể nghi ngờ là hung hăng xé nát tia ảo tưởng cuối cùng của hắn ta cho nên lâm phong mới xấu hổ buồn bực bạo nộ như vậy không biết lâm phong chạy bao lâu cuối cùng chạy tới bên một ao hồ hắn ta nhịn không được trực tiếp nhảy xuống muốn bình tĩnh một chút nên trực tiếp chìm vào đáy hồ mà lúc này hắn lại phát hiện một vật chất năm màu rực rỡ ở đáy hồ giống như thủy ngân đây là cái gì lâm phong nhịn không được vươn ngón tay ra nhẹ nhàng chạm một cái chỉ thoáng chốc toàn bộ vật chất rực rỡ kia trực tiếp chui vào cơ thể Lâm Phong. Trong nháy mắt, Lâm Phong cảm nhận được vạn vật vũ trụ, vạn linh thế giới, tất cả mọi thứ hiện lên trước mắt mình. Nhật nguyệt sao trời, vật đổi sao rời, vạn vật biến thiên, quy tắc vũ trụ. Như mới qua một giây, lại như trôi qua một đời. Khi Lâm Phong bừng tỉnh thì hắn ta đã ở trên bờ hồ. Căn nguyên thế giới, không biết vì sao, Lâm Phong bỗng hộp ra bốn chữ này. Không chỉ như thế, khi Lâm Phong phục hồi tinh thần lại, hắn ta đột nhiên phát hiện không biết từ khi nào mà đan điền trong cơ thể mình đã xuất hiện một mảnh linh hải cuồn cuộn mà rộng lớn đây là linh hải thân thể lâm phong hung hăng chấn động không thể tin mà mở to hai mắt nhìn đây không phải linh hải mà hắn ta vẫn muốn sáng lập lại không cách nào tạo ra sao ngay vào lúc lâm phong chấn động tâm thần hắn phát hiện tu vi của mình bắt đầu liên tục lên cao linh hải nhất trọng thiên linh hải nhị trọng thiên linh hải tam trọng thiên thần cung nhất trọng thiên thần cung nhị trọng thiên, thần cung tam trọng thiên, đến cuối cùng, tới chừng chân linh cảnh thì tốc độ đột phá mới miễn cưỡng tạm ngừng. Nhưng chỉ trong mấy chục cái hô hấp ngắn ngủn, tu vi của Lâm Phong đã bùng nổ lên 18 cấp. Hiện tại ta là cao thủ chân linh cảnh sao? Lâm Phong cảm thấy không chân thật như đang nằm mơ. Phải biết rằng, Nạp Lan nhiều khi được xưng là thiên chi kiêu nữ của Đông Huyền Vực, nhưng hiện tại cũng chỉ có tu vi chân linh ngũ trọng thiên mà thôi. Mà hiện tại hắn đã là chân linh cảnh nhưng kinh hỉ mà Lâm Phong gặp được còn không ngừng lại ở đó. Hắn ta tùy tiện thầm nghĩ trong lòng thì lập tức thấu hiểu những công pháp thần thông phức tạp nan giải đó. Lâm Phong vội đứng dậy, thi triển một chiêu thông bối quyền. Bạch bạch bạch, 10 tiếng vang lớn nổ tung, thông bối quyền vang 10 cái, đại viên mãn. Lâm Phong không thể tin được, võ học phức tạp như vậy mà hắn ta chỉ suy nghĩ một chút là biết. Khủng bố, quá khủng bố, Lâm Phong không thể tin nổi, thiên tư của mình rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào xem ra đều là nhờ sức mạnh căn nguyên thế giới này nhưng nó mơ hồ nói cho ta biết ta chỉ mới thu hoạch được một bộ phận nhỏ của căn nguyên thế giới căn nguyên thế giới chân chính đang chờ đợi ta đi khai quật lâm phong như có chút ngộ đạo nghĩ đến đây trong mắt hắn ta khó nén kích động đây chính là căn nguyên thế giới của thiên huyền đại lục nếu hắn ta có được toàn bộ chờ tương lai trưởng thành thì chẳng phải có thể trở thành chúa tể của cả thiên huyền đại lục này sao nếu ta có thể lấy được toàn bộ căn nguyên thế giới đừng nói là thiên huyền đại lục, cho dù là tiên vực cao cao tại thượng cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Giã tâm của Lâm Phong bắt đầu bành trướng, cảm giác này giống như khi dương bàn có được bàn hoàng sinh linh kiếm, bay bổng lân lân không biết điểm dừng. Còn nạp lan nhược khi kia nữa, một năm sau, Lâm Phong ta sẽ cho người một bất ngờ lớn. Lâm Phong cười lạnh, hắn ta chính là người mang đại khí vận được thiên địa ủng hộ, nhất định sẽ trở thành chủ tể một giới. Không phải chỉ có một tồn tại như Lâm Phong trên thập địa hạ giới chương 199, nghịch thiên thập tử liên tục hiện thân, ở một nơi khác ở hạ giới, trong một tông môn tên là Huyền Thiên Tông. Trong một đình hóng gió trên ngọn núi cao, hai lão giả lộ ra vẻ mặt buồn rầu đang nói chuyện với nhau. Thập địa có biến, ngăn cách thiên địa, chúng ta và tiên vực cũng bị cắt đứt liên hệ, thập tội đại tộc kia cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Đúng vậy, lúc trước chủ thượng quân ra ra lệnh cho năm thế lực phụ thuộc gồm huyền thiên tông chúng ta hạ giới để chấn áp thập tội đại tộc, không ngờ hiện tại sẽ xảy ra biến cố như vậy. Ta cũng nghe nói, hình như nhất tộc cổ ma và nhất tộc cổ yêu đã vứt bỏ ý chỉ của chủ thượng quân gia, thậm chí âm thầm tiếp xúc với sinh linh tội tộc. Việc này chỉ có thể chờ cường giả của chủ thượng quân gia hạ giới mới giải quyết được thôi. Trong những câu nói của hai vị lão giả mang đầy ý sầu lo. Lúc trước quân gia phái ra năm thế lực phụ thuộc, lần lượt là huyền thiên tông, đại giận hoàng triều, nhất tộc cổ thần, nhất tộc cổ ma, nhất tộc cổ yêu, Hiện giờ lại có hai tộc bắt đầu vứt bỏ ước nguyện ban đầu, thật là một chuyện lớn. Đúng rồi, nghe nói trong tông chúng ta xuất hiện một sự kiện ác tính, có đệ tử bị phát hiện cấu kết với tội tộc đúng không? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhất định sẽ có người giải quyết, cái chúng ta cần tập trung là thập tội đại tộc. Cùng lúc đó, trên quảng trường Huyền Thiên Tông, một thanh niên bị trói trên trụ đồng, trên người đầy vết roi, máu tươi đầm đìa. Khóe mắt gã muốn nứt ra, nhìn về phía một đôi nam nữ trẻ chung ở đối diện. Lưu Thiên Thiến sao ngươi lại phản bội ta? Thanh niên này tên là Mạc Phàm, mà Lưu Thiến Thiến đó là thanh mai trúc mã của gã. Mạc Phàm không ngờ Lưu Thiến Thiến lại liên hợp với đại sư huynh, âm mưu hãm hại gã. Thậm chí toàn bộ tu vi của gã cũng bị phế đi, hoàn toàn trở thành một phế nhân. Mạc Phàm, người mưu toàn cấu kết với tội tộc, đã là tội lớn tay trời, đại sư huynh có thể tha cho ngươi một mạng đã xem như không tồi. Lưu Thiến Thiến khẽ kêu lên, vị đại sư huynh kia còn đang lạnh lùng cười. Ha ha, cấu kết với tội tộc. Mạc Phàm cười, nụ cười lạnh lẽo như băng. Gã không chỉ hận đại sư huynh, hận lưu thiên thiến, thậm chí trong lòng còn ôn hận thù đối với toàn bộ huyền thiên tông. Cấu kết với tội tộc thì thế nào? Nếu gã có thể tồn tại đi ra ngoài thì nhất định phải tự tay giải phóng tội tộc, hủy diệt huyền thiên tông. Đúng lúc này, trời giáng lôi đình, ầm ầm một tiếng đánh thẳng lên người Mạc Phàm. Cả người gã lập tức cháy đen, tản ra một mùi cháy xém khó ngửi. Cùng lúc đó, trong đầu Mạc Phàm bỗng xuất hiện một người tí hon kết thành từ sao trời. Đủ loại cảnh tượng thần bí mà rộng lớn hiện lên trong mắt gã. Một tinh cung cổ xưa đứng sừng sững, gã quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn một bóng dáng khổng lồ khoác nhật nguyệt sao trời kia. "Chúng tinh chi tử, trở về phụ cá chí tôn." Mạc Phàm nghe thấy lời này thì hoàn toàn mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Nhìn Mạc Phàm cả người cháy đen, nửa chết nửa sống. Lưu Thiến Thiến chán ghét bịt mũi lại rồi nói: người đâu, ném mạc phàm này ra khỏi tông môn. Trên một mảnh đại lục cổ xưa khác, có một vương triều xa xưa tên là Tần Vương triều. Giờ phút này, toàn bộ vương triều đã cháy mấy ngày liên tục. Tất cả cường giả của Tần Vương triều đều là bị chém giết sạch sẽ. Trong đại điện hoàng cung, một thanh niên mặc áo gấm đang nằm trên mặt đất, ngược xuất hiện một cái động lớn, nhuộm đầy máu tươi. Mà một thanh niên khác thì cao cao tại thượng, cả người tràn ngập linh khí trong tay gã có nắm một khối xương trắng tinh tỏa ra ánh hào quang thâm thúy tiên thiên linh cốt vừa vặn phối hợp với linh vương thể của ta thế giới này đúng là có không ít cơ duyên thanh niên kia khẽ cười một tiếng và nói rốt cuộc ngươi là ai vẻ mặt của thanh niên ngã trên mặt đất dữ tợn như ác quỷ y tên là tần hạo vốn là hoàng tử của tần vương triều thân mang tiên thiên linh cốt tư chất cường đại mà khủng bố kết quả trên tiên vực có tồn tại cường đại giáng thế chỉ trong một đêm đã hủy diệt toàn bộ tần vương triều. Phụ hoàng, mẫu hậu, đông đảo tướng lãnh đều bị chém giết không còn. a à, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là Khương Hư Linh của hoang cổ Khương gia thuộc hoang thiên tiên vực. Không giết ngươi là muốn xem một con kiến như ngươi có thể gây nên sóng gió gì. Khương Hư Linh cười lạnh và nói, tung một chân đá văng tần hạo. Người thích ứng được thì sống sót, khôn sống mống chết là pháp tắc của vạn vật thế gian. Khương Hư Linh sinh ra trong hoang cổ thế gia của tiên vực, tất nhiên hiểu rõ nguyên tắc này nhất. Chuyện này có thể trách ai được, yếu, chính là nguyên tội, muốn trách thì trách Tần hạo có được một tiên thiên linh cốt nên bị gã theo dõi đi. Chắc hẳn lạc ly biểu muội của ta cũng sắp hạ giới, còn có thần tử quân gia, đến lúc đó không chừng có thể ôm đùi hắn một chút, có lẽ sẽ có được càng nhiều cơ duyên. Khương Hư Linh cười, tuy gã là linh vương thể của Khương gia, thiên tư bất phàm, cũng là một thiên kiêu đỉnh cấp. Nhưng gã vẫn sùng bái quân tiêu giao đến cực điểm, hơn nữa quân tiêu giao là con trai của Khương Nhu, cũng coi như một nửa người của Khương gia, còn có chút quan hệ với Khương Lạc Ly, điều này càng làm Khương Hư Linh quyết tâm muốn xây dựng quan hệ tốt với quân tiêu giao. Lần sau gặp mặt, có phải nên gọi thần tử quân gia là muội phu không? Khương Hư Linh thầm nghĩ, mà đợi sau khi Khương Hư Linh rời đi, Tần Hạo nằm trong vũng máu, khóe mắt muốn nứt ra. Yếu chính là nguyên tội, Khương Hư Linh, hoang cổ Khương gia, và cả toàn bộ tiên vực, các người dựa vào cái gì mà cao cao tại thượng, khống chế sinh tử. Vào thời khắc này, trong lòng Tần Hạo dâng lên thù hận đối với hoang cổ Khương gia, thậm chí là toàn bộ tiên vực. Mà đúng lúc này, chỗ ngực của y, vòng cổ bị máu tươi sung ướt bỗng lập lè lên từng đợt quang hoa. Ngọn lửa đen nhánh trào ra, hư ảnh một con minh tước màu đen dáng vẻ yêu nhã hiện lên. Mơ hồ có giọng nữ vang lên bên tai Tần Hạo. Phóng thích nhất tộc cửu U Minh Tước chúng ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh đối kháng với hoang cổ thế gia. Theo dòng thời gian chuyển rời, thập địa hạ giới đều xuất hiện biến động lớn. Nghe đồn trên đại lục nào đó có một thiên kiêu ngang trời xuất thế, hư hư thực thực là hỗn độn thể, làm chấn động cả đại lục. Phải biết rằng, cho dù là ở tiên vực thì hỗn độn thể cũng là thể chất khủng bố vạn năm khó gặp, đứng ở vị trí thứ 10 trong 3.000 thể chất. Nhưng ở nơi cằn cỗi như hạ giới lại xuất hiện hỗn độn thể, điều này làm một đám thiên kiêu tiên vực đều vô cùng ngạc nhiên, chấn động trong lòng. Còn có một khối đại lục khác, nghe đồn có truyền nhân của thôn thần ma công hiện thế, có thể cắn nuốt vạn linh trên thế gian. Ngoài ra, còn có quái thai tiên vực bị trôn ở thập địa hạ giới hiện thân, hắn ta tự phong ấn qua rất nhiều kỷ nguyên là vì chờ đợi thập địa đại loạn lần này, muốn đánh cắp khí vận một giới, cũng tức là căn nguyên thế giới. Đủ loại tin tức khiến các thiên kiêu trên tiên vực đều hoảng sợ. Cho dù là thiên kiêu trên tiên vực hạ giới, cũng không thể không cẩn thận hành động, sợ lật thuyền trong mương. chương 200, quân tiêu giao lên đường lại một năm trôi qua, hoang thiên tiên vực, quân gia, cách lần trước quân tiêu giao bế quan đã qua hơn 2 năm. Quân tiêu giao cũng đã 14 tuổi, tuy tuổi không phải quá lớn, nhưng nhìn đã như là một thiếu niên tuấn Mỹ 16-17 tuổi. Hơn nữa dáng người cực kỳ trưởng thành, bạch y trắng hơn cả tuyết, khí chất siêu nhiên suốt trần, mở mịt như tiên. Trong khoảng thời gian này, quân tiêu giao luyện hóa sạch sẽ 1.000 khối tiên nguyên. Số lượng đại la tiên cốt toàn thân cũng đạt tới 70 khối nhưng quân tiêu giao có thể cảm nhận rất rõ, tu luyện càng về sau thì số lượng tiên nguyên cần dùng để rèn luyện đại la tiên cốt sẽ càng nhiều. Hơn nữa tiên nguyên hạ phẩm đã bắt đầu không thể thỏa mãn vấn đề tu luyện nữa rồi. Đại la bất hủ tiên thân này thật là một cái động không đáy. Quân tiêu giao mở hai mắt ra, đôi mắt đen nhánh thâm thúy như màn đêm đầy sao trời. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút cấp bách, cần mau chóng đi cắt sau hẹ, cũng được, tu luyện tới bình cảnh thì cần hạ giới một chuyến. Quân tiêu giao lẩm bẩm trong lòng. Bình cảnh mà hắn nói là bình cảnh về tiên trùng, mà cũng không là bình cảnh cảnh giới. Chỉ cần tìm được con đường thích hợp của mình, quân tiêu giao có thể không hề trở ngại mà tu luyện thẳng lên trên. Đừng nói là thành thánh, ngay cả trở thành trí tôn cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Sau đó, quân tiêu giao xuất quan, tìm kiếm đám người quân linh lung, hỏi tình hình gần đây một chút. Thập địa đại loạn, các loại kiêu tử nghịch thiên xuất hiện, thậm chí có thiên kiêu tiên vực lật thuyền trong mương ở hạ giới, bị dân bản xứ đánh bại. Nghe thấy những tin tức này, quân tiêu giao có chút kinh ngạc. Xem ra những nghịch thiên thập tử kia hẳn đã dần hiện thế. Trong đó có nam cũng có nữ, quân tiêu giao như thấy được 10 cây rau hẹ xanh mượt vẫy tay với hắn. Việc này không nên chậm trễ, quân tiêu giao cũng không phải dạng người dây dưa dây cả. Hắn trực tiếp thông báo với gia tộc, muốn đi đến hạ giới. Đám người quân chiến thiên cũng giúp hắn chuẩn bị một chút. Lần này quân tiêu giao chỉ dẫn theo cửu đầu sư tử và nghệ vũ, những tự liệt còn lại đều có cơ duyên của mỗi người, quân tiêu giao cũng không tính cưỡng ép bọn họ đi theo mình. Dù sao đám người quân trưởng kiếm còn mang tên tuổi tự liệt, không xem như người theo đuổi của hắn. Không bao lâu sau, quân chiến thiên đã mang theo ba bóng người đã đến. Trong ba người kia, một vị là lão giả mặc thanh bào, một vị là nam tử trung niên mặc chiến giáp đen nhánh, giống như ma thần, người còn lại là một phụ nhân xinh đẹp mặc cung trang, da trắng như mỡ, dáng người đẫy đà. Quân tiêu giao liếc một cái, trong ba người này, cho dù là mỹ phụ cung trang yếu nhất cũng có tu vi chuyển thánh nam tử trung niên và lão giả thì đều là thánh nhân theo quy tắc thiên địa của hạ giới thì nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất hiện thánh nhân mà thôi không thể cho ra đời kẻ càng mạnh hơn cho dù phái gia nhân vật càng mạnh xuống hạ giới thì tu vi cũng sẽ bị áp chế tuy tu vi của bọn họ rất cao nhưng giờ phút này đều cung kính mà chắp tay khi đối mặt với quân tiêu giao thuộc hạ gia mắt thần tử quân gia 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 bọn họ là Quân tiêu giao nghi hoặc hỏi, ha ha, ba người bọn họ đều là cường giả phi thăng lên từ hạ giới, sau đó được quân gia ta mời chào đến để bồi dưỡng, bọn họ quen thuộc với hạ giới nhất. Quân chiến thiên nói, quân tiêu giao nghe vậy thì bừng tỉnh. so với những hộ đạo nhân và tộc lão thì hiển nhiên những cường giả phi thăng từ hạ giới sẽ càng hiểu biết tình hình bên dưới, cũng càng có thể trợ giúp quân tiêu giao. Từ điểm này có thể thấy được sự cẩn thận của quân chiến thiên, ông ta đã trải đường sẵn cho quân tiêu giao trong toàn bộ hành trình vậy làm phiền các vị. Quân tiêu giao hơi chắp tay và nói, thần tử khách khí, ba cường giả đều không người đáp lễ. Sau một hồi chuẩn bị, quân gia trực tiếp dùng thủ đoạn cường thế để đả thông vách tường vị diện. Đương nhiên, tiêu hao trong chuyện này cũng rất lớn, nhưng vì quân tiêu giao, dù trả giá càng nhiều thì quân gia cũng dám bỏ ra. Mà cũng ngay vào lúc này, ở Diệp gia cũng có một đám thiên kiêu muốn hạ giới, trong đó có Diệp Tinh Vân. Ta có dự cảm, ta không chỉ có được đại cơ duyên ở hạ giới mà còn có thể tìm được cường lực giúp đỡ, thành lập thế lực thuộc về chính mình. Trong mắt Diệp Tinh Vân bốc cháy lên ánh lửa, đây là cơ hội tốt nhất để hắn ta vượt qua quân tiêu giao. Bên kia, Phật tử của tiểu Tây Thiên Pháp Hải cũng muốn hạ giới. a di đà Phật, cơ duyên của bần tăng nằm ở hạ giới, đến lúc đó có thể biến người của cả một giới thành tín đồ, ngừng tụ sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh. Bần tăng không tin, như vậy mà vẫn không thể đánh bại quân tiêu giao. Pháp Hải nói xong thì ma quang dưới đáy mắt cũng chấp động. Trong quan quân hầu phủ của bàn võ thần triều, Dương Bàn cũng muốn hạ giới. Dựa vào khí vận của bản hầu ra thì ai có thể cản được ta ở hạ giới chứ? Dương Bàn lại bắt đầu bành trướng. Mưa đã qua, trời đã sáng, gã lại cảm thấy mình làm được. Giữa một yêu sơn thượng cổ cổ xưa, có một giọng nói nhu mị đến tận xương vang lên, nhan như mộc, lần này ngươi hạ giới, đi tiếp dẫn thái tử của thiên yêu vương tộc đi lên đi. Lúc trước quân gia trấn áp thập đại cổ tộc, cũng xua đuổi thiên yêu vương tộc xuống hạ giới, không ngờ hiện giờ thiên yêu vương tộc lại xuất hiện một vị thiên kiêu huyết mạch phản tổ, có được huyết mạch yêu thần. Hắn rất quan trọng đối với yêu thần cung của chúng ta. Vâng, nhan như mộng cần tuân mệnh lệnh của tiểu yêu hậu. Một nữ tử tuyệt đẹp ngọc thể thướt tha, dung nhan hoàn mỹ không tì vết hiện thân. Nàng mặc một bộ váy hồng, tóc đen như thác nước, da thịt tuyết trắng, tứ chi thon dài nhan như mộng thần nữ của yêu thần cung cũng là một tồn tại khiến người ta không thể bỏ qua ở hoang thiên tiên vực hy vọng đừng gặp phải thần tử quân gia nếu không muốn tiếp dẫn thái tử thiên yêu đi lên cũng khó nhan như mộng dùng ngón tay ngọc xoa xoa huyệt thái dương có chút phiền não ngay vào lúc hoang thiên tiên vực gió nổi lên mây di chuyển hạ giới thiên huyền đại lục đông huyền vực trước một tòa linh sơn cổ xưa một cuộc khiêu chiến vạn người chú ý hấp dẫn ánh mắt tứ phương sắp diễn ra mà sở dĩ trận chiến này hấp dẫn như thế là vì hai bên đối chiến đều rất có sắc thái truyền kỳ. Một vị là thiên tri kiêu nữ gia tộc Nạp Lan lánh đời của Đông Huyền Vực, mà người còn lại lại là thiếu chủ sinh ra từ một tiểu gia tộc tiểu quốc Tam Lưu. chương 201, hẹn ước một năm của Lâm Phong, vốn chuyện này sẽ là một trận chiến không khó dự đoán. Nhưng hôm nay lại hấp dẫn hơn 10 vạn người đến xem. Trong đó có các gia tộc lánh đời khác, có vương triều siêu cấp, cũng có thánh địa siêu nhiên, rất nhiều truyền nhân các thế lực lớn đều hiện thân, đang chờ đợi đại chiến mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản, vị thiếu chủ tiểu gia tộc kia, Lâm Phong, hiện giờ đã là thiên kiêu đỉnh cấp thanh danh vang vọng cả đông huyền vực. Lâm Phong chỉ cần tốn một năm đã biến từ phế xài thành thiên tài. Cho dù ngốc tử cũng biết, Lâm Phong nhất định đã có được cơ duyên kinh thế nào đó. Nhưng không có thế lực nào dám nhắm vào Lâm Phong. Vì sao? Bởi vì sau lưng Lâm Phong có một thế lực truyền thừa từ tiên vực chống lưng cho hắn ta nhất mạch này còn có cường giả hạ giới uy chấn bát phương cho nên không thế lực nào dám trêu chọc lâm phong giờ phút này dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người một thiếu niên thanh bảo đứng sừng sững trên hư không khuôn mặt thanh tú kiên nghị mang đầy sự lạnh lẽo nạp lan nhược hy cút ra đây lâm phong quát lạnh một tiếng tiếng vang quanh quẩn cả tòa linh sơn thượng cổ trong linh sơn sắc mặt những tộc nhân gia tộc nạp lan đều mang theo nghẹn khuất và phẫn nộ gia tộc nạp lan bọn họ đã xem như tận tình tận nghĩa với lâm phong và tông tộc lâm thị nhưng lâm phong này lại giống như con chó điên cắn chặt bọn họ không bỏ hiện tại còn đứng trước mặt rất nhiều thế lực làm gia tộc nạp lan xuống đài không được tiểu bối người đừng quá đáng một bà lão sắc mặt âm trầm xuất hiện đó là liếu bà bà một năm trước từng đi theo nạp lan nhược hy đến từ hôn nhìn thấy lão bà ấy lâm phong cười lạnh một tiếng và nói phong thủy thay phiên chuyển hiện tại gia tộc Nạp Lan các ngươi rốt cuộc cũng cảm nhận được sỉ nhục lúc trước Lâm gia ta phải chịu. Tiểu bối, ngươi, sắc mặt liễu bà bà trầm xuống, nhịn không được phát ra khí tức hư thần cảnh. Mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên, dừng tay. Nơi xa có mây tía tràn ngập, một đám người đạp không mà đến. Trong đó có một thiếu nữ áo tím mắt ngọc mày ngài, đó là Tử Yên. Nàng mở miệng khẽ kêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào liễu bà bà. Bên cạnh nàng còn có rất nhiều khí thức cường đại trong đó có một nữ tử mặc váy bảo màu tím, rất khiến người ta chú ý. Nữ tử có mái tóc dài màu tím giống như tơ lụa, dung nhan mỹ lệ, da thịt còn trắng hơn cả dương chi ngọc thượng đẳng. Nàng có một đôi linh nhãn cũng mang màu tím, trong trẻo sáng ngời như thủy tinh tím. Mà tu vi của nữ tử tóc tím đã đạt tới hợp đạo cảnh, rõ ràng là thiên kiêu từ tiên vực hạ giới. Làm liếu bà bà kiên kỵ không phải là nữ tử tóc tím này, mà là khí tức cường đại đang ngủ đông trong đám người phía sau nàng đó tuyệt đối không phải tồn tại mà một tu sĩ hư thần cảnh như bà ta có thể trêu chọc gia tộc lánh đời ở hạ giới cũng chỉ như vậy bảo nữ nhân kia đi ra đây bằng không hôm nay ta sẽ san bằng gia tộc nạp lan các ngươi nữ tử tóc tím lạnh nhạt nói nghe thấy lời này sắc mặt liếu bà bà rất khó coi rất nhiều thế lực chung quanh đều khiếp sợ hãi hùng bọn họ biết thế lực sau lưng nữ tử này lớn đến kinh người là thánh địa tử phủ trên hoang thiên tiên vực thánh địa tử phủ tuy không phải thế lực bất hủ lại là thế lực đứng đầu dưới bất hủ, có cường giả trí tôn tọa chấn. Ở Đông Huyền vực cũng có phân nhánh do thánh địa tử phủ di lưu tại hạ giới. Tử Yên kia là một thánh nữ của thánh địa tử phủ ở phân nhánh hạ giới. Mà nữ tử tóc tím kia tên là Tô Tử Quỳnh, là thánh nữ của thánh địa tử phủ trên tiên vực, có địa vị rất cao. Nghe thấy lời nói của Tô Tử Quỳnh, sắc mặt liễu bà bà cực kỳ khó coi. Thật ra bà ta không muốn để nạp lan nhược hy ra ứng chiến. Dù sao trong thời gian một năm này, lâm phong cũng trưởng thành quá nhanh dưới cơ duyên xảo hợp hắn ta đã dùng hợp một tiên chủng cổ xưa tu vi cũng đạt tới hợp đạo cảnh thực lực cực kỳ khủng bố quả thực còn cường hãn hơn một ít thiên kiêu tiên vực có đôi khi liếu bà bà cũng không rõ lâm phong này là do hương khói tổ tiên nghi ngút hay là thế nào mà lại lập tức trở nên lợi hại như vậy so với lâm phong thì hiện tại nạp lan nhược hy chỉ vừa mới đột phá chân linh cửu trọng thiên đạt tới thần kiều cảnh mà thôi tốc độ này đã xem như rất nhanh đối với thiên kiêu ở hạ giới nhưng lại hoàn toàn không thể so sánh với loại tồn tại khai quải như lâm phong nạp lan nhược hy ứng chiến thì tuyệt đối sẽ thua nếu bà bà đã xem nạp lan nhược hy như cháu gái của mình tất nhiên không muốn nàng chịu nhục nhã và tổn thương lâm phong thấy thế thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lập tức nói thế nào một năm trước lúc xỉ nhục ta thì ăn nói đạo lý rõ ràng hiện tại không nỡ lòng để nạp lan nhược hy chịu nhục à tiểu bối không bằng hai bên đều lui lại một bước liếu bà bà hít sâu một hơi và nói vẻ mặt lâm phong thật lạnh lùng khóe mắt liếc nhìn ra hiệu cho tử yên tử yên lập tức truyền âm với tô tử quỳnh tô tử quỳnh khẽ gật đầu một vị hộ đạo nhân phía sau nàng ra tay phát ra khí tức thiên thần cảnh một âm thanh ầm ầm vang lên liếu bà bà trực tiếp bị đánh bay miệng phun máu tươi lâm phong nhìn thấy mà sung sướng trong lòng những người đã từng nhục nhã hắn ta cuối cùng sẽ phải trả giá gấp trăm lần đã đủ rồi, liếu bà bà, bà không sao chứ? một tiếng nói mang theo âm dung truyền ra trong linh sơn, một thiếu nữ mặc váy dài thủy tụ xuất hiện, khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp của nàng hiện ra phẫn nộ, ẩn nhẫn, lập tức lao đến bên cạnh liếu bà bà. tiểu thư, lão thân không có gì, ngài đừng ra đây. liếu bà bà suy yếu đáp, ân cần nói, liếu bà bà, nạp lan nhược hy cắn chặt răng lên đôi môi ửng hồng, nàng chuyển ánh mắt phẫn nộ về hướng lâm phong, lâm công tử nhược khi tự hỏi trừ từ hôn ra thì chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến ngươi và tông tộc lâm thị vì sao các người phải dồn ép tới mức này nạp lan nhược khi thật sự cảm thấy khó hiểu vì sao ái náy và thiện ý của nàng ta lại đổi lấy kết quả này hư người từ hôn chính là tội nghiệt lớn nhất lâm phong ôm hai tay trước ngực hừ lạnh một tiếng và nói theo cái nhìn của hắn ta thì mình chính là vai chính của thiên địa dựa vào cái gì nạp lan nhược khi dám từ hôn nàng có tư cách gì khinh thường mình chương 202, Tô Tử Quỳnh, trong ý thức của Lâm Phong, cho dù hắn ta là phế vật thì nạp lan nhược hy cũng nên quỷ liếm mình. Vậy mới có thể thỏa mãn lòng tự trọng của hắn ta. Tử Yên cũng tiến lên và nói, nạp lan nhược hy, ta đã sớm nói qua, ngươi và gia tộc nạp lan nhất định sẽ hối hận vì hành động từ hôn lúc trước. Nạp lan nhược hy cắn đôi môi ngọc, đôi mắt xinh đẹp tỏa ra ý kiên định, nàng ta nói, nhược hy tuyệt đối không hối hận, Lâm Phong, muốn chiến thì chiến. Hừ, vậy đánh tới người phục mới thôi. Lâm Phong ra tay, tu vi hợp đạo cảnh bùng nổ. Hắn ta trực tiếp tung ra một trường, pháp lực khủng bố hóa thành trường ấn, mang theo khí thức khủng bố chân áp đến. Bát hoang trường, một trường tung ra, giống như muốn chèn ép cả bát hoang. Gương mặt ngọc của nạp lan nhược hy lập tức thay đổi. Tuy nàng biết trong một năm nay Lâm Phong đã trở nên rất mạnh, nhưng cũng không ngờ có thể đến mức độ này. Dưới ánh nhìn của vạn người, nạp lan nhược hy cắn răng ra tay. Nàng thân là kiêu nữ của thế gia Nạp Lan, cũng không thể tránh né chiến đấu mà bỏ chạy. Đây là điểm mấu chốt của nàng. Thế nhưng, gần như chỉ một chiêu mà Nạp Lan nhược hy đã bị đánh lui, khóe môi khụ ra máu tươi. Tiểu thư, liễu bà bà biến sắc, lâm phong này ra tay thật sự không lưu chút tình cảm nào cả. Uổng công lúc trước Nạp Lan nhược hy tự mình tới cửa xin lỗi, đổi lấy lại là đối đãi tàn khốc như vậy. a à, Nạp Lan nhược hy, không phải ngươi là thiên tri kiêu nữ cao cao tại thượng sao, sao lại trở nên yếu ớt như vậy? Lâm Phong còn không quên trào phúng một câu, giết người chu tâm. Sắc mặt nạp lan nhược hy bất biến, thúc giục cực chiêu. Nàng tung ra một thanh trường kiếm, điểm ra một kiếm, hình thành luồng khí xoáy sắc nhọn. Đừng dẫy dụa, đều là vô dụng thôi. Lâm Phong lại ra tay, tung ra một quyền vô cùng đơn giản. Chiêu thức của nạp lan nhược hy trực tiếp bị phá giải, cả người nàng cũng bị trùng kích, lại hộc ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài nhìn lâm phong chỉ dùng hai chiêu đã đánh bại nạp lan nhược hy sắc mặt vô số thiên kiêu bản thổ chung quanh đều cực kỳ nặng nề cho dù là một ít thiên kiêu từ tiên vực hạ giới cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thực lực của lâm phong làm bọn họ đều cảm nhận được chút nguy hiểm nhàn nhạt nhìn nạp lan nhược hy giấy dụa đứng dậy lâm phong thích thú trong lòng lại dùng vẻ mặt lạnh nhạt mà buông lời nạp lan nhược hy đừng nói lâm mỗ bất cận nhân tình kế tiếp ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất trở thành nữ nô của ta chuyện từ hôn coi như xóa bỏ. Thứ hai, giết ngươi, diệt sạch gia tộc Nạp Lan. Lời nói của Lâm Phong khiến khắp nơi vang lên không ít tiếng kinh hô. Lời này thật sự vô tình, nếu Nạp Lan nhược khi thật sự cúi đầu mà trở thành nữ nô của Lâm Phong, vậy đạo tâm của nàng sẽ hoàn toàn tan vỡ, cả đời chỉ có thể thần phục dưới thân Lâm Phong. Mà nếu không cúi đầu, Nạp Lan nhược khi không giữ được cả mạng, cả gia tộc Nạp Lan cũng sẽ bị liên lụy. Dù là cái nào trong hai lựa chọn này cũng khiến người ta không thể chấp nhận nạp lan nhược hy nghe vậy thì sắc mặt cũng hoàn toàn tái nhợt không còn huyết sắc lựa chọn đầu tiên quả thực còn khó chịu hơn cả giết nàng nhưng không thần phục thì toàn bộ gia tộc sẽ bị hủy diệt vì chuyện này điều này làm ngọc thể của nạp lan nhược hy run rẩy đôi môi hồng nhạt bị cắn đến ứa ra máu tươi khi đông đảo các thế lực đều đang suy đoán nạp lan nhược hy có cúi đầu thần phục hay không thì một tiếng quát lạnh bỗng chuyển đến từ sâu trong linh sơn đủ rồi các ngươi đừng có quá đáng đi kèm với tiếng quát lạnh này là một khí thức khủng bố giống như gió lốc thổi quét ra. Một nam tử trung niên mặc trường bào minh hoàng bước chậm ra. Ông ta là tộc trưởng của gia tộc Nạp Lan, phụ thân của Nạp Lan Nhược Hy, Nạp Lan Chiến. Đồng thời ông ta cũng là một vị cường giả đạo thần cảnh. Ông ta vốn không muốn ra tay can thiệp, dù sao cũng có thánh địa tử phủ tạo áp lực. Nhưng hiện tại, cách làm của Lâm Phong thực sự quá đáng, Nạp Lan Chiến cũng tức giận đến đau gan. a à, đánh đứa nhỏ lại xuất hiện tên già sao lâm phong cười nhạo một tiếng không có chút tôn kính nào đối với nạp lan chiến nạp lan chiến không để ý đến lâm phong mà nhìn về phía đám người thánh địa tử phủ kia lâm phong còn chưa phải kẻ chủ chốt chủ yếu là thái độ của thánh địa tử phủ chư vị hình như lâm phong này và thánh địa tử phủ các ngươi không có quan hệ quá lớn mới đúng nạp lan chiến nói tô tử quỳnh lạnh nhạt mở miệng nói vốn không có quan hệ nhưng tử yên sư muội nói với ta lâm phong tư chất bất phàm khí vận thêm thân ngày sau hắn sẽ gia nhập thánh địa tử phủ trên tiên vực. Lời này vừa dứt đã khiến mọi người xung quanh đều hít hà một hơi. Đặc biệt là những thiên kiêu bản xứ của Đông Huyền Vực, cả đám nhìn về phía Lâm Phong đều mang theo cảm xúc hâm mộ không gì sánh kịp. Được thế lực lớn trên tiên vực nhìn chúng, có thể nói là một bước lên trời, phong vân hóa rồng. Không biết có bao nhiêu thiên kiêu bản xứ ở hạ giới chen lấn vỡ đầu cũng muốn tiến vào tiên vực. Lời này càng khiến đôi mắt xinh đẹp của nạp lan nhược hy lộ ra tuyệt vọng nếu như vậy thì Lâm Phong đã xem như trở thành người của Thánh Địa Tử Phủ. Đường đường là thế lực lớn của tiên vực, diệt một gia tộc Nạp Lan còn không phải như chơi sao. Sắc mặt Nạp Lan chiến trầm xuống, mở miệng nói, gia tộc Nạp Lan chúng ta tuy không phải thế lực của tiên vực, nhưng tổ tiên cũng từng có người kết thành đạo lữ với nhân vật trí tôn trên tiên vực, hẳn các ngươi cũng biết trí tôn là dạng tồn tại ra sao đúng không? Bị buộc tới tuyệt lộ, Nạp Lan chiến bất đắc dĩ chỉ có thể kéo ra lời đồn này. Nói thật, ngay cả bản thân nạp lan chiến cũng không quá tin tưởng lời đồn này đã quá xa xăm là do tổ tiên truyền xuống cũng không biết thật hay giả sở dĩ truyền lưu ra ngoài chỉ đơn thuần là gia tộc nạp lan muốn làm vẻ vang uy danh mà thôi tô tử quỳnh nghe vậy thì cười như mất tiếng cứ như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười thánh nữ cười cái gì trong lòng nạp lan chiến có chút không vui tô tử quỳnh đỡ đỡ chán lắc đầu cười nói thật là buồn cười nguyên thiên trí tôn mà các người nói đã sớm ngã xuống sau khi chết thi thể còn bị ma hóa, đã bị thần tử quân ra tự tay đánh diệt rồi. Cái gì, lời Tô Tử Quỳnh nói làm Nạp Lan Chiến và mọi người trong gia tộc Nạp Lan kinh ngạc. Bọn họ giật mình là lời đồn mà tổ tiên lưu lại lại là thật. Mà ngạc nhiên là do vị cường giả trí tôn kia lại đã chết, hơn nữa xác chết ma hóa, nghe nàng ta nói thì còn bị một vị cường giả tuổi trẻ tiêu diệt. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? chương 203, gia tộc Nạp Lan tuyệt vọng, chuyện quân tiêu giao diệt sát ma thi trí tôn đã lưu truyền ồn ào huyên náo trên tiên vực tất nhiên tô tử quỳnh cũng biết nàng nói sau khi nguyên thiên trí tôn chết có để lại một bí tàng cuối cùng là thần tử của quân gia cường thế ra tay diệt trừ xác chết ma hóa kia cho nên chỗ dựa của gia tộc nạp lan các ngươi đã sớm chết rồi khi nhắc tới thần tử quân gia trong mắt tô tử quỳnh cũng toát ra sự sợ hãi và khát khao sâu sắc giống như nhắc tới xương hô này là một điều cực kỳ thần thánh thần tử của quân gia là người nào lâm phong nhíu mày lẩm bẩm nói không biết vì sao khi nhìn thấy trên mặt tô tử quỳnh toát ra kính sợ và khát khao lâm phong cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng cái gì mà thần tử thánh tử chờ tương lai ta tiến vào tiên vực thì nhất định sẽ siêu việt bọn họ lâm phong thầm nói trong lòng được rồi nạp lan ra các ngươi cũng đừng mượn danh kéo đại kỳ gì nữa lâm phong người tới xử trí bọn họ đi tô tử quỳnh xua xua tay và nói vâng lâm phong khẽ gật đầu Nhìn về phía Nạp Lan Chiến và Nạp Lan Nhược Hy, giờ phút này, cho dù là Nạp Lan Chiến cũng đã bất lực. Tuy ông ta là cường giả đạo thần, nhưng trong những hộ đạo nhân của Tô Tử Quỳnh cũng có cường giả đạo thần, hơn nữa càng mạnh hơn ông ta. Dung nhan tinh xảo của Nạp Lan Nhược Hy tràn ngập tuyệt vọng. Bàn tay ngọc của nàng nắm chặt một cổ phù được treo trên cổ. Cổ phù này là vật cổ tổ truyền của gia tộc Nạp Lan, tới đời này thì vừa vặn truyền lưu cho nàng. Nạp Lan Nhược Hy cho ngươi cơ hội cuối cùng chọn thế nào thì phải xem ngươi thần phục làm nô hay là cả tộc bị diệt lâm phong cười lạnh và nói sắc mặt nạp lan nhược hy xanh trắng luân phiên cắn răng thật chặt hư chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải cho ngươi biết tay mới được chứ gì mặt lâm phong trầm xuống lại ra tay nạp lan chiến muốn ngăn trở lại bị khí tức do cường giả của thánh địa tử phủ nhắm vào không thể nhúc nhích đối mặt với sát chiêu do lâm phong đánh úp đến nạp lan nhược hy tuyệt vọng trong lòng run rẩy nhắm mắt lại cổ phu nàng nắm chặt trong tay bỗng tỏa ra ánh sáng mông lung. Cũng ngay vào lúc này, trên vòng trời cách đó không xa, không gian bỗng bị xé rách, mở ra một cái lỗ thật lớn. Một cái khe không gian thật lớn sỏ xuyên qua nửa bầu trời, cảnh tượng như vậy lay động lòng người, khiến vô số người kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì, là diệt thế sao? Một ít cường giả bản thổ của Đông Huyền vực sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong mắt cũng sắp chừng rớt ra ngoài cho dù là những người của tiên vực cũng ít sâu một hơi ánh mắt kinh nghi bất định ngay vào lúc cái khe không gian khuếch trương một mũi tên cháy thái dương chân hỏa bừng bừng bỗng lao vút ra từ sâu trong cái khe không gian xông thẳng về hướng lâm phong là ai cảm nhận được uy lực mũi tên lửa kia sắc mặt lâm phong kịch biến vội vàng xoay người chống cự phụt một tiếng vang lên sức mạnh khủng bố mà mũi tên mang theo trực tiếp xé rách một cánh tay của lâm phong nửa người hắn ta lập tức cháy đen sắc mặt lâm phong tái nhợt hộp ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt mang theo kinh hãi và không thể tin cực độ. Không chỉ hắn ta mà người toàn trường đều dại ra, hoàn toàn không phản ứng kịp. Mạnh như Lâm Phong mà chỉ một chiêu đã bị người ta đánh bị thương nặng, quả thực khiến người ta không thể tin vào mắt mình. Lâm Phong ca ca, tử yên hét lên một tiếng. Tô Tử Quỳnh cũng biến sắc, mũi tên lửa kia khiến cả nàng cũng cảm nhận được uy hiếp cùng cực. Ngay vào khoảnh khắc vạn chúng kinh hãi, một giọng nói lạnh lùng bỗng truyền đến từ cái khe không gian. Người mà công tử nhà ta muốn bảo vệ mà ngươi cũng dám hạ sát thủ, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Một nam tử tuổi trẻ bước chậm ra từ cái khe không gian, toàn thân tràn ngập trong thái dương chân hỏa minh mông. Trước ngực hắn mơ hồ hiện hóa ra một đồ đằng thái dương, khí tức cường hãn tới cực điểm, làm thiên kiêu tứ phương kinh sợ. Rất nhiều người đều như hóa ngu si, lúc tỉnh táo lại thì nhìn thấy lâm phong kiêu ngạo kiệt ngạo kia đã bị thương nặng, vô cùng chật vật. Cả đám người gia tộc Nạp Lan cũng ngơ ngác mà nhìn nam tử giống như hỏa thần bước ra từ cái khe không gian. Tuy nói cảnh giới của hắn không phải đặc biệt cao, nhưng kết hợp với tuổi của hắn thì tuyệt đối là yêu nghiệt. Quan trọng nhất là, tuy cùng là hợp đạo cảnh, nhưng nam tử trước mặt này lại chỉ dùng một chiêu đã làm Lâm Phong bị thương nặng. Sức chiến đấu này quả thực không bình thường, cảnh giới chỉ là một bộ phận tạo thành sức chiến đấu, cảnh giới càng cao thì thực lực càng mạnh, nhưng trừ điểm này ra, còn có các loại nhân tố có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu một ít thiên kiêu cấm kỵ mặc dù cảnh giới không coi như đặc biệt cao nhưng cũng đủ để khiến tứ phương kiêng kỵ là bởi vì sức chiến đấu của bọn họ cực cao có năng lực vượt cấp khiêu chiến quân tiêu giao chính là ví dụ rõ ràng nhất tuy lâm phong là hợp đạo cảnh nhưng nhiều nhất hắn ta cũng chỉ có thể quét ngang tứ phương ở hợp đạo cảnh lên trên một tầng hắn ta muốn đánh cũng không dễ dàng như vậy nhưng đối với quân tiêu giao tới nói đừng nói là hợp đạo cảnh cho dù là niết bàn cảnh hay là thông thiên cảnh cao hơn một tầng thì hắn cũng không cần quá kiêng kỵ. Đây là điểm khác nhau của thiên kiêu và yêu nghiệt, nhìn nam tử tuổi trẻ đột một xuất hiện kia, toàn trường mất hết âm thanh. Tất cả mọi người đang suy đoán lai lịch của hắn, trước kia tuy nghệ vũ từng hiện thân, đi theo bên cạnh quân tiêu giao ở Thánh Linh Thư Viện, nhưng dù sao số người từng nhìn thấy hắn cũng rất ít. Ngươi là người phương nào mà dám tổn thương lâm phong ca ca? Gương gương mặt xinh đẹp của của tử yên mang theo sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm vào nghệ vũ. Nàng không thể chịu đựng được bất cứ kẻ nào tổn thương Lâm Phong. Hư, rác rưởi nghệ vũ lại giơ tay nắm một cái, pháp lực minh mông, ngừng tụ thành trường cung hoàng kim. Hắn kéo căng cung như trăng tròn, trực tiếp bắn về hướng tử yên. veo, mũi tên ra kinh hồng, hư không cũng chấn động, mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như thấy quỷ. Nam tử tuổi trẻ trước mặt này quả thực cường thế đến rối tinh rối mù, một lời không hợp đã ra tay thậm chí cũng không để bụng tử yên là người của thánh địa tử phủ. a à, cảm nhận được khí tức sắc bén mà nóng cháy kia, gương mặt xinh đẹp của tử yên lập tức trắng bệch. chương 204, một câu của công tử nhà ta, hủy diệt cả thánh địa tử phủ tiên vực của ngươi. Tô tử Quỳnh lắc mình tránh ra, tất nhiên nàng không có khả năng đứng nhìn thánh nữ ở hạ giới bị diệt sát. Tử khí đông lai tam thiên lý, tô tử Quỳnh thi triển ra tuyệt học của thánh địa tử phủ, tay ngọc phất ra, mây tía minh mông cuồn cuộn hiện lên, va chạm với mũi tên của Nghệ Vũ. Oanh, Tô Tử Quỳnh kêu lên một tiếng, bị đẩy lui cả trăm bước, khóe miệng chảy xuống một vệt máu. Tứ Phương Tĩnh Nghịch, đó là thánh nữ của thánh địa Tử Phủ trên tiên vực, cuối cùng lại bị một chiêu đánh lui bị thương. Bản thân Tô Tử Quỳnh cũng có chút không tin được, cho dù thực lực của nàng không tính là đứng đầu trong thế hệ trẻ ở Hoang Thiên Tiên vực, nhưng cũng coi như là nhất lưu. Mà hiện tại, lại bị nam tử tuổi trẻ kia áp chế gắt gao. Sao mà nàng biết được nghệ vũ chính là truyền nhân của cổ tri đế tộc mang trên người rất nhiều thiên phú không phải một một thánh nữ như nàng có thể so sánh được nhìn thấy nghệ vũ cường thế vô song tất cả mọi người của gia tộc nạp lan cảm giác như đang nằm mơ bọn họ không ngờ sẽ có người ra tay cho bọn họ nạp lan nhược khi cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nhưng sắc mặt nạp lan chiến cũng không đẹp lên gì mấy bởi vì tuy thực lực của nghệ vũ mạnh nhưng cũng chỉ là ở thế hệ trẻ mà thôi nếu sau lưng không có thế lực cường đại thì vẫn không trợ giúp được cho gia tộc Nạp Lan. Tô Tử Quỳnh cũng nghĩ tới điểm này, lạnh lùng quát, suốt cuộc ngươi là người phương nào, dám cả gan cản trở thánh địa tử phủ ta. Thánh địa tử phủ tính là thứ gì, có tin chỉ một câu của công tử nhà ta cũng đủ hủy diệt thánh địa tử phủ trên thiên vực của các ngươi hay không? Nghệ vũ chố mắt nhìn, lãnh đạm nói, có lẽ đã ở lâu bên cạnh quân tiêu giao nên tính cách của hắn cũng nhiễm thêm chút bá đạo. Sự bá đạo thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Xôn xao, tứ phương nghe vậy thì toàn trường ồ lên, tiếng xôn xao vô tận như muốn chấn phá vòng trời. Một câu thôi đã khiến thánh địa tử phủ hủy diệt, mọi người toàn trường đều hít ngược một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, cái nghệ vũ nhắc tới cũng không phải là thánh địa tử phủ ở hạ giới, mà là thánh địa tử phủ trên tiên vực. Tranh lệch trong đó là khác nhau như trời với đất, thánh địa tử phủ trên tiên vực chính là thế lực đứng đầu được cường giả trí tôn vô thượng tỏa chấn, há là ai cũng có thể hủy diệt hay sao tâm thần của Nạp Lan Chiến và Nạp Lan Nhược Hy cũng chấn động. Thiên kiêu trẻ tuổi cường đại như thế lại chỉ là một tôi tớ. Công tử mà hắn nhắc đến rốt cuộc cường đại đến mức nào. Làm can, vài vị cường giả thiên thần và đạo thần của Thánh Địa Tử Phủ trợn mắt tức giận nhìn. Thánh Địa Tử Phủ của bọn họ đã được truyền thừa trên tiên vực mấy chục vạn năm, còn chưa bao giờ có người dám miệt thị bọn họ như vậy. Một cường giả thiên thần trực tiếp dùng một trường đánh về hướng nghệ vũ. Mà lúc này, sâu trong cái khe không gian bóng có tiếng chấn động vang lên, có hào quang kim sắc tràn ngập thiên địa. Một con cửu đầu sư tử uy vũ hùng tráng kéo một liễn xa hoàng kim bước ra từ trong đó. Bên cạnh liễn sa còn có ba bóng người đi theo, trong đó có một vị lão giả thanh bào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì trong mắt lộ ra một tia khinh thường, giơ tay chộp tới chỗ cường giả thiên thần của thánh địa tử phủ. Phụt, vị cường giả thiên thần tung đòn tấn công kia bị lão giả thanh bào dùng một tay bóp chết. Tất cả mọi người chung quanh đều trợn tròn mắt, cường giả thiên thần của thánh địa tử phủ bị một trường bóp chết. Điều này khiến người ta sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía lão giả thanh bào mang theo sự kinh sợ xưa nay chưa từng có. Nhưng mà, có một đám thế lực bản địa của đông huyền vực nhìn thấy vị lão giả thanh bào kia thì lộ ra vẻ mặt chấn động và kích động. Lão tổ, là đông huyền lão tổ sao? Trong nhóm người này có một nam tử trung niên đi ra, mang theo vẻ mặt cực độ hưng phấn và kích động. Ông ta là tông chủ của đông huyền đạo tông. Đông Huyền Đạo Tông đã từng là thế lực mạnh nhất của Đông Huyền vực, có thời từng bá chiếm toàn bộ Đông Huyền vực. Mấy năm gần đây, tuy họ có chút suy nhược, nhưng cũng là một trong những bá chủ của Đông Huyền vực. Mà giờ phút này, tông chủ của Đông Huyền Đạo Tông này nhìn về phía lão giả Thanh Bào, biểu cảm phấn chấn. Vị lão giả Thanh Bào kia chính là lão tổ của Đông Huyền Đạo Tông bọn họ. Rất lâu trước kia, cũng nhờ vào nhất đại Đông Huyền lão tổ này nên Đông Huyền Đạo Tông mới có thể bá chiếm toàn bộ Đông Huyền vực quả nhiên Đông Huyền Đạo Tông còn tồn tại. Lão giả thanh bào, cũng chính là Đông Huyền Lão Tổ lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu. Lão là cường giả phi thăng từ thiên huyền đại lục, nghe thấy lời này, rất nhiều thế lực bản thổ của Đông Huyền vực ở đây đều sờn tóc gáy. Lão Tổ của Đông Huyền Đạo Tông hạ giới, ha ha, thật tốt quá, có Lão Tổ ở đây thì Đông Huyền Đạo Tông ta sầu gì không cường thịnh. Đông Huyền Tông chủ hưng phấn nói, hiện tại đừng gọi Lão Hủ là Đông Huyền Lão Tổ, lão hủ chỉ là người hầu của công tử mà thôi đông huyền lão tổ lắc lắc đầu cái gì một câu của đông huyền lão tổ khiến cả thiên địa an tĩnh lại đông huyền lão tổ phi thăng lên tiên vực từ vô số năm trước mà hiện tại chỉ là một người hầu tam quan của rất nhiều thiên kiêu bản thổ của đông huyền vực đều sụp đổ suốt cục là người có thân phận tôn quý kiểu gì mới có thể làm cường giả thánh cảnh này làm tôi tớ đồng tử của nạp lan chiến cũng chấn động ông ta cũng từng nghe nói qua tên tuổi của đông huyền lão tổ mà hiện tại lão lại trở thành người hầu của kẻ khác. Nạp Lan nhược hy nắm chặt cổ phù trong tay, đôi mắt xinh đẹp nhìn về hướng liễn sa hoàng kim kia. Nàng rất tò mò công tử ngồi trong liễn sa hoàng kim kia rốt cục là thần thánh phương nào. Còn về tô tử quỳnh, cả người nàng ta đang run lên bần bật. Nàng nhìn cửu đầu sư tử kia trên nét mặt mang theo vẻ kinh sợ chưa bao giờ có. Cửu đầu sư tử kéo xe, chẳng lẽ thật là vì kia? sắc mặt tô tử quỳnh trắng bệch như tờ, không dám nghĩ tiếp mà gần đây, nổi tiếng nhất cũng chỉ có thần tử của quân gia. Tô Tử Quỳnh không dám nghĩ tiếp, sợ suy nghĩ của mình biến thành hiện thực. Nhưng sự thật tàn khốc như vậy đó, một tiếng nói ôn nhuận đảm nhiên truyền ra từ liễn Sa Hoàng Kim, thánh địa tử phủ, cũng kiêu ngạo thật đấy. Nghe giọng nói này, trong đầu Tô Tử Quỳnh nổ vang kịch liệt, tâm can cũng run rẩy. Thái độ này, ngữ khí này, trừ thần tử quân ra ra thì Tô Tử Quỳnh không thể nghĩ được ra người thứ hai. chương 205, Lâm Phong vô năng cuồng nộ, ở Tiên vực, Thiên Kiêu đánh bại Cửu Đầu Sư Tử để làm tòa kỵ thật sự quá ít quá ít. Nàng vội vàng quỳ xuống mặt đất, cũng mặc kệ làn váy tím trên người lây dính bùn đất, không ngừng dập đầu và nói: "Thần tử đại nhân, xin thứ tội cho, Tử Quỳnh không biết thần tử đại nhân có quan hệ với gia tộc Nạp Lan, nếu không thì dù cho Tử Quỳnh 100 lá gan cũng không dám động thủ với gia tộc Nạp Lan." Nhìn thánh nữ thánh địa Tử Phủ không ngừng dập đầu, đầu óc rất nhiều dân bản xứ Đông Huyền vực đều chết máy. Người hiện tại đang quỳ xuống đất dập đầu và tử phủ thánh nữ trước đó còn cao cao tại thượng, siêu nhiên thoát tục kia có cùng là một người không vậy. Cái này, sao lại thế này, Lâm Phong lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, cả người cũng thạch hóa. Tử Quỳnh sư tỷ vì sao ngươi, tử yên cũng cả kinh đến há cái miệng nhỏ ra, nàng là thánh nữ ở hạ giới, tất nhiên không biết tên tuổi của quân tiêu giao khủng bố ra sao ở tiên vực. Thánh nữ đại nhân, những cường giả thánh địa tử phủ ban đầu cũng hơi ngứa ra. Nhưng nghĩ đến hai tiếng sưng hô thần tử mà Tô Tử Quỳnh nói ra, bọn họ đều đã rõ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch xin thần tử đại nhân thứ tội cho xôn xao một loạt cường giả của thánh địa tử phủ đều cùng quỳ xuống mặt đất mà trong đó cho dù là cường giả thiên thần thậm chí là đạo thần cũng không chút do so dự mà trực tiếp quỳ xuống cảnh giới thân phận bối cảnh gì cũng là hư vô trước mặt vị kia người bọn họ đắc tội là một trong những nhân vật tôn quý nhất tiên vực đậu má ta không phải xuất hiện ảo giác đâu đúng không một thiên kiêu bản xứ của đông huyền vực trợn mắt há hốc mồm không khỏi nói thánh địa tử phủ ở hạ giới vô cùng cường thế họ bảo tứ phương tới xem thì không ai dám không làm theo mà hiện tại họ lại như một đám quy tôn tử quỳ gối trước liễn sa hoàng kim kia mà không ngừng dập đầu loại tương phản này thật sự quá lớn vị công tử trong liễn sa kia còn chưa lộ diện mà đã khiến người của thánh địa tử phủ sợ đến mức phá gan điều này không khỏi làm thế lực khắp nơi hạ giới đều phỏng đoán rốt cuộc thân phận lai lịch của công tử kia tôn quý đến cỡ nào. Đôi mắt xinh đẹp của nạp lan nhược hy cũng lộ ra kinh ngạc xưa nay chưa từng có. Nàng cực kỳ tò mò về vị công tử đã cứu giúp gia tộc nạp lan bọn họ. Dưới sự chú ý của vạn chúng, rốt cuộc một bóng dáng cũng lạnh nhạt bước ra từ liễn xa hoàng kim. Y quan trắng hơn cả tuyết, dáng người trưởng thành, siêu nhiên tuyệt đại, không nhiễm trần tục. Cả người chảy xuôi tiên vận, thân thể như chạm trác thành từ tiên ngọc vô cấu. Còn về dung nhan, tuy khuôn mặt có tiên quang tràn ngập nhưng cũng mơ hồ lộ ra đôi nét chỉ thế thôi đã khiến tất cả sinh linh giống cái ở đây hít thở không thông là tiên thật sự sao đám dân bản xứ của đông huyền vực đều thất thần lẩm bẩm trừ tiên ra thì bọn họ không thể nghĩ ra chữ nào khác có thể hình dung bóng dáng kia quá siêu nhiên tuyệt tục trên tiên vực cũng đã khiến tứ phương kinh ngạc cảm thán càng đừng nói là trốn hạ giới cằn cỗi này cả người nạp lan nhược hy cũng ngây ngốc choáng váng nàng không ngờ công tử trợ giúp gia tộc nạp lan của nàng lại đẹp đến mức này loại khí chất này khiến thiên tri kiêu nữ của gia tộc nạp lan như nàng chỉ liếc mắt một cái đã trầm luân có thể nói toàn bộ đông huyền vực thậm chí thiên huyền đại lục cũng không tìm ra một nam tử có thể sánh bằng một phần trăm khí chất của quân tiêu dao quả nhiên là vì kia tuy tô tử quỳnh đã xác định nhưng giờ phút này thật sự nhìn thấy lại có cảm nhận bất đồng nói một câu buồn cười tô tử quỳnh cũng từng ảo tưởng có thể đáp lời với quân tiêu dao thậm chí sinh ra quan hệ. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ lại gặp mặt quân tiêu giao dưới tình huống như vậy. Giờ khắc này, Tô Tử Quỳnh hận chết Tử Yên và Lâm Phong. Nếu không phải vì ả à ta thì sao Tô Tử Quỳnh lại đắc tội quân tiêu giao? Quân tiêu giao đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn chung quanh, vẻ mặt rất bình đạm. Trước đó khi hạ giới, quân tiêu giao đã cảm nhận được cổ phù trong pháp khí không gian của hắn đang rung động. Cổ phù này là do hắn đoạt được từ trong tay cơ huyền ở bí tàng nguyên thiên cổ phù này cũng là tín vật của Nguyên Thiên Chí Tôn. Quân tiêu giao có được cơ duyên của Nguyên Thiên Chí Tôn, tất nhiên cũng muốn giúp ông ta chấm dứt đoạn nhân quả này. Hẳn gia tộc Nạp Lan này chính là gia tộc đạo lữ của Nguyên Thiên Chí Tôn. Quân tiêu giao tự nhủ trong lòng, cũng may hắn tới kịp thời, nếu không có khả năng nhân quả này sẽ không thể viên mãn. Ngươi, lại đây, quân tiêu giao đưa ánh mắt dừng lại trên người Nạp Lan Nhược Hy. Nạp Lan Nhược Hy lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Vị đại nhân tuổi trẻ đến từ tiên vực này có thân phận lớn đến kinh người, cả thánh địa tử phủ cũng phải quỳ xuống đất xin tha. Tất nhiên Nạp Lan Nhược Hy cũng có chút thấp thỏm bất an, nhưng nàng vẫn căng ra đầu đi tới. Đa tạ ân cứu mạng của công tử, Nhược Hy và gia tộc Nạp Lan khắc sâu trong lòng, không dám quên. Nạp Lan Nhược Hy khom người bái lạy và nói, Quân Tiêu giao lấy ra một cổ phù, nó sinh ra cộng minh với cổ phù trên chiếc cổ ngọc của Nạp Lan Nhược Hy, tản ra ánh hào quang minh mông. Quả nhiên, không sai. Sau khi hoàn toàn xác định, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Hắn tùy tiện ra tay cũng có thể bảo vệ gia tộc Nạp Lan. "Yên tâm, về sau không ai dám tổn thương ngươi và gia tộc Nạp Lan." Quân Tiêu Dao bình đạm nói. Đa tạ đại ân đại đức của công tử, Nhược Hy không có gì để báo đáp. Nạp Lan Nhược Hy lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, ánh mắt nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao mang theo các loại cảm xúc như kích động, tôn sùng, cảm kích. Điều này làm sắc mặt Lâm Phong lập tức trầm xuống mọi chuyện vốn đang tiến hành dựa theo dự đoán của hắn ta. Nạp Lan Nhược Hy sẽ biến thành nữ nô của hắn ta. Kết quả hiện tại lại bị quân tiêu giao một tay phá hư. Nghĩ đến đây, Lâm Phong siết chặt nắm tay. Hắn ta là khí vận chi tử được thiên địa nâng đỡ, tương lai sẽ là chúa tể của toàn bộ thiên huyền đại lục, sao lại chịu bỏ qua như vậy. Mà lúc này quân tiêu giao cũng chú ý tới Lâm Phong. Trong mắt hắn lộ ra chút kinh ngạc, may mắn như vậy sao, vừa hạ giới thì đã đụng phải một trong những nghịch thiên thập tử quân tiêu giao lầm bẩm chương 206, ngươi là vai chính của thiên địa, những chuyện lâm phong trải qua quả thực chính là khuôn mẫu tiêu chuẩn. Bị từ hôn, có một thanh mai trúc mã bối cảnh bất phàm. Sau đó chỉ trong vòng một năm đã từ phế tài biến thành thiên kiêu tuyệt thế, cũng sắp đuổi kịp và vượt qua cả thiên kiêu của tiên vực. Có thể khai quải lớn như vậy, trừ nghịch thiên thập tử ra thì không còn người nào khác. Nói hắn ta không phải vai chính của thiên địa, quân tiêu giao không tin. Nhìn thấy vẻ mặt của quân tiêu giao, Tô Tử Quỳnh vội vàng mở miệng biện giải, "Thần tử đại nhân, đều là tên Lâm Phong này gây chuyện, thật ra Thánh Địa Tử Phủ chúng ta và gia tộc Nạp Lan cũng không bất cứ ân oán gì." Nghe thấy lời này, Nạp Lan Chiến còn châm chọc nói, "Trước đó là ai nói, Lâm Phong sẽ trở thành người của Thánh Địa Tử Phủ các ngươi?" Sắc mặt Tô Tử Quỳnh trắng bệch, trong lòng cáu giận không thôi. Nàng xoay người, nhìn về phía Tử Yên cũng đã mặt mày tái xanh, lửa giận cuộn trào trong lòng nàng. Nếu không phải Tử Yên đề cử Lâm Phong cho nàng thì Tô Tử Quỳnh này thậm chí toàn bộ thánh địa tử phủ sao lại lưu lạc đến mức chật vật như vậy. Tử Yên, ngươi là tội nhân của thánh địa tử phủ ta. Tô Tử Quỳnh trưởng một cái về phía Tử Yên, Tử Quỳnh sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tử Yên sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, gương mặt ngọc mỹ lệ động lòng người cũng vặn vẹo. Phụt một tiếng, ngọc trường của Tô Tử Quỳnh oanh kích lên trán của Tử Yên, Tử Yên thất khiếu đổ máu, lập tức ngã quỵ xuống mặt đất, không còn sinh lợi. Tử Yên, Lâm Phong thấy thế thì phát ra tiếng gào giống đau đớn xé lòng, đôi mắt đỏ bừng như máu thanh mai chúc mã tử yên luôn trung trinh như một lại chết trước mặt hắn ta như vậy mọi chuyện đều là do đại nhân tuổi trẻ trên tiên vực kia a a a a chết cho ta mặt lâm phong nhăn nhó dư tợn giống như ác quỷ hắn ta có được vai chính khí vận đột nhiên bùng nổ tiểu vũ trụ thực lực lại dân trào lập tức oanh sát về hướng quân tiêu dao ta muốn người chết trên cổ lâm phong nổi đầy gân xanh phát ra tiếng giống giận khắc cốt tìm đường chết, nghệ vũ muốn ra tay, quân tiêu giao lại khẽ lắc đầu, dứt khoát lưu loát mà tung ra một trường. Chấn vỡ hư không, thiên địa lật nhào, chỉ một trường mà trời cao đã rách nát, hiện tại quân tiêu giao giơ tay nhấc chân thôi cũng đã có 3 tỷ 700 triệu cân cự lực. Mà con số này còn không tính đến sức mạnh của hoang cổ thánh thể. Không gian trên tiên vực cực kỳ củng cố, cho nên dù quân tiêu giao có thần lực kinh thế ra sao cũng không có khả năng trực tiếp xé rách hư không. Nhưng thập địa hạ giới thì khác, mức độ vững chải của không gian thiên huyền đại lục kém xa tiên vực cho nên cũng dẫn tới quân tiêu dao chỉ oanh kích một tay mà không gian đã bị chấn nát trời cao đều run dày từng cái khe không gian đen nhánh lan ra từ bàn tay của quân tiêu dao rồi cắt qua hư không sao có thể một ít thiên kiêu bản xứ của đông huyền vực nhìn mà cứng họng trong suy nghĩ của bọn họ chỉ có cường giả bước lên thông thánh cửu giai mới có thể giơ tay nhấc chân đã khiến không gian rách nát nhưng hiện tại cảnh tượng khủng bố này lại xuất hiện trên người một thiên kiêu trẻ tuổi. Chủ yếu là bọn họ cũng không cảm nhận được khí thức hợp đạo cảnh từ trên người quân tiêu giao. Nói cách khác, quân tiêu giao cũng không phải hợp đạo cảnh. Nhưng lại có thể xé rách hư không, quân tiêu giao hoàn toàn làm điên đảo tam quan của những thiên kiêu bản xứ trên đông huyền vực. Thực lực của thần tử quân gia không khỏi quá mức khủng bố. Đừng nói là những thiên kiêu bản xứ, dù là một ít thiên kiêu trên tiên vực cũng ra đầu tê dại. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, chờ quân tiêu giao hợp đạo thì thực lực sẽ cường đại đến mức nào. Sao lại như thế được, Lâm Phong vốn mất đi lý trí, rơi vào điên cuồng, nhưng sau khi cảm nhận được uy thế khủng bố trên một trường của quân tiêu giao thì trái tim cũng phát lạnh. Giống như ngày mùa đông bị ném vào hồ băng vạn năm, lạnh thấu tim từ trong ra ngoài. Lâm Phong cũng thúc giục cực chiêu của mình, kiệt lực phản kháng. Nhưng mà, vẫn vô dụng, oanh, một tiếng gầm rú chấn động thiên địa truyền ra một trường của quân tiêu giao đã áp chế đè lâm phong xuống mặt đất, hắn ta há to mồm ho ra máu. Mặt đất chung quanh cũng chấn động ra những khe hở hình dạng mạng nhện. Hơn 10 vạn tu sĩ bốn phía giống như hóa thành từng pho tượng tất cả đều cứng đờ. Trong một năm gần đây, lâm phong cường thế quật khởi, mọi người đều nhìn thấy mồm một. Đừng nói là dân bản xứ của Đông Huyền Vực, cho dù là thiên kiêu trên tiên vực thì lâm phong cũng đã đánh bại không ít. Nhưng hiện tại, quân tiêu giao nhẹ nhàng bâng quơ, không thi triển ra bất cứ thần thông nào chỉ cần một cái tát đã hoàn toàn chế phục lâm phong cách nghiền áp dứt khoát lưu loát này quá kinh sợ lòng người thực lực của công tử thật sự quá mạnh nạp lan nhược khi nhìn mà đôi mắt xinh đẹp liên tục lập lòe tia sáng kỳ dị nàng từng đánh nhau với lâm phong biết thực lực của lâm phong cực kỳ cường đại mà một nghịch thiên kiêu tử cường đại như vậy lại bị quân tiêu giao dùng một trưởng chụp đổ ở trước mặt bản thần tử không tồn tại vai chính của thiên địa gì cả bởi vì cả thiên địa cũng phải thần phục dưới chân bản thần tử. Quân tiêu giao khoanh tay dẫm lên hư không mà đứng, vạt áo phiêu phiêu. Hắn cúi đầu quan sát Lâm Phong, giống như thần linh quan sát một con kiến phạm trần. Ngươi, khổ khổ, Lâm Phong quỳ dạp trên mặt đất như một con cóc, cả người toàn là máu, cốt cách rách nát, không ngừng ho ra máu. Lâm Phong thu hoạch đủ loại cơ duyên, cường hóa thân thể, còn được căn nguyên thế giới bảo vệ, lúc này mới có thể miễn cưỡng giữ lại một mạng nếu không hắn ta tuyệt đối sẽ bị quân tiêu giao tát một cái chục chết. Đáng giận, khóe mắt Lâm Phong như muốn nứt ra, hắn ta cứ nghĩ mình đã là vai chính của thiên địa. Kết quả hiện tại, một nhân vật tôn quý có thể đạp thiên địa ở dưới chân xuất hiện. Hắn ta phát hiện mình vẫn là phế vật của trước kia. Điều này làm Lâm Phong không thể chấp nhận, tranh lệch thật sự quá lớn. Không đúng, ta còn có cơ hội, nếu có thể tìm được những căn nguyên thế giới khác thì ta nhất định có thể vượt qua hắn khuôn mặt nhiễm máu của Lâm Phong có vẻ rất dữ tợn. Căn nguyên thế giới mà hắn ta đoạt được chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Mà dù là một bộ phận nhỏ, cũng giúp hắn ta trở nên yêu nghiệt như thế. Nếu có thể tìm được toàn bộ căn nguyên thế giới thì Lâm Phong tin chắc mình có thể siêu việt quân tiêu giao, thậm chí diệt sát hắn, tuyệt đối không phải nằm mơ. chương 207, thiên địa cũng phải thần phục dưới chân bản thần tử. Cứ chờ cho ta, ta sẽ giết ngươi. Khóe mắt Lâm Phong liên tục giật giật, hắn ta bỗng lấy ra một phá không phù một sức mạnh không gian bao vây lấy hắn ta rồi muốn trốn vào sâu trong hư không thân là một trong những nghịch thiên thập tử còn là vai chính khí vận của thiên huyền đại lục một năm nay hắn ta cũng có được không ít bảo bối cơ duyên phá không phù này chính là một trong số đó mới thế thôi mà đã muốn đi quân tiêu giao trực tiếp dùng tay đánh phá không gian chộp thẳng về hướng lâm phong phụt sâu trong hư không truyền đến tiếng gào giống như đứt từng đoạn ruột a a a đáng chết Tiếng gào phẫn nộ hòa lẫn với tiếng hộp máu, cuối cùng biến mất ở cuối không gian. Quân tiêu giao thu hồi bàn tay pháp lực, một đoàn vật chất như thủy ngân có năm màu sặc sỡ nhộn nhạo trong lòng bàn tay hắn. Đây là, cảm nhận được sự huyền ảo của đoàn vật chất năm màu sặc sỡ này, trong mắt quân tiêu giao lộ ra kinh ngạc. Là căn nguyên thế giới, trong vật chất này tràn ngập sức mạnh thế giới nồng đậm. Bất cứ kẻ nào cũng có thể cảm nhận được, đó chẳng lẽ là căn nguyên thế giới của thiên huyền đại lục đôi mắt của một số thiên kiêu tiên vực lập tức đỏ rực lên đó chính là căn nguyên thế giới đưa mắt nhìn khắp tiên vực đây là thứ tốt gần như không thể tìm thấy so với bất tử dược tiên nguyên thì nó càng chân quý hơn nữa căn nguyên thế giới còn có thể trở thành một tiên chủng giá trị vô lượng nói ngắn gọn căn nguyên thế giới là thứ khiến tất cả mọi người thèm muốn có được cho dù là trí tôn cũng phải động tâm hừm quân tiêu giao nhíu nhíu mày nhìn quanh bốn phía một cái liếc nhìn quét tới không một thiên kiêu tiên vực nào dám đối diện với hắn một vài người còn cảm thấy ớn lạnh trong lòng căn nguyên thế giới chân quý thật nhưng phải xem là ở trong tay ai ở trong tay quân tiêu dao thì ai dám đi đoạt lấy trừ phi không muốn sống nữa ai chúng ta cũng chỉ có thể nhìn cho đã mắt một ít thiên kiêu tiên vực thầm than trong lòng tô tử quỳnh cũng có chút hối hận không ngờ lâm phong lại là người có được căn nguyên thế giới hắn ta che giấu rất kỹ người bình thường cũng không nhìn ra được không tồi nhưng cũng không giống hoàn chỉnh quân tiêu dao cũng nhìn ra căn nguyên thế giới này thực huyền ảo nhưng cũng không hoàn chỉnh là tàn khuyết thậm chí chỉ là một bộ phận nhỏ công tử muốn nghệ vũ đuổi theo giết con kiến kia không nghệ vũ tiến lên dò hỏi không cần một cây rau hẹ thôi để hắn khỏe mạnh trưởng thành đợi trưởng thành rồi thì chúng ta thu hoạch là được quân tiêu dao xua xua tay và nói nếu bảo quân tiêu dao tự mình đi tìm căn nguyên thế giới của thiên huyền đại lục thì không biết phải tiêu hao thời gian bao lâu nhưng lâm phong là vai chính có được khí vận của thiên huyền đại lục thậm chí hắn ta không cần cố sức đi tìm thì căn nguyên thế giới nhất định cũng sẽ tự tìm tới chờ đến khi lâm phong đạt được căn nguyên thế giới hoàn chỉnh quân tiêu dao lại đi thu hoạch một đợt là được còn về chuyện thả hổ về rừng xin lỗi trong mắt quân tiêu dao lâm phong không phải một con hổ thậm chí cả con mèo cũng không phải hắn ta chỉ là một cây rau hẹ, một người công cụ giúp hắn tìm kiếm căn nguyên thế giới mà thôi. Cho nên không tồn tại chuyện thả hổ về rừng, đa tạ đại nhân tương trợ, trên dưới cả gia tộc Nạp Lan vĩnh viễn ghi khắc ân cứu mạng của đại nhân ân. Nạp Lan chiến bước lên trước, bái lạy thật thấp trước quân tiêu giao. Ông ta đường đường là một vị cường giả đạo thần, nhưng cũng không chút trần chờ mà lại quân tiêu giao. Nạp Lan nhược khi cũng tiến lên kho người bái lạy rồi nói, nếu công tử không chê thì có thể nghỉ ngơi ở Nạp Lan gia ta, nạp lan ra nhất định tận lực phụng dưỡng. Quân tiêu giao khẽ gật đầu, hắn vừa hạ giới, thật sự cũng cần một điểm dừng chân, thuận tiện chỉnh lý kế hoạch sau này một chút. Gia tộc nạp lan đóng chú trên một mảnh linh sơn thượng cổ linh khí giạt rào. Giờ phút này, trong một đại điện kim bích huy hoàng trên linh sơn, quân tiêu giao ngồi ở ghế trên, ba vị hộ đạo nhân và nghệ vũ chia nhau ngồi hai bên. Phía dưới lại là những người của nạp lan ra, đám người đông huyền đạo tông cũng có mặt dù sao thì lão tổ nhà bọn họ cũng đã hạ giới tất nhiên không có khả năng tùy ý rời đi phải ôm chặt cái đùi này trước đó bọn họ còn thoáng không thể tiếp nhận chuyện lão tổ nhà mình trở thành tôi tớ của người khác nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy thân phận và uy thế của quân tiêu dao bọn họ lại bình thường trở lại lão tổ đi theo một vị trí tôn tuổi trẻ địa vị cao như vậy cũng có vẻ không tồi còn lại là một đám người của thánh địa tử phủ bao gồm cả tô tử quỳnh bọn họ quỳ trên mặt đất vô cùng thấp thỏm run bần bật cả lên. Quân tiêu giao không để ý đến, mà đơn giản thuật lại chút chuyện về nguyên thiên Chí tôn cho đám người nạp lan chiến biết. Thì ra là như vậy, vậy cũng đa tạ công tử đã giải thoát thay cho nguyên thiên tiền bối. Nạp lan chiến hơi chắp tay và nói, đa tạ đại ân đại đức của công tử, tất cả người của gia tộc nạp lan đều bái lại thật thấp trước quân tiêu giao, cảm động đến rơi nước mắt. Đúng rồi, tuy lâm phong kia đã chạy, nhưng diệt gia tộc của hắn đi. Quân tiêu giao tùy ý nói, công tử, chuyện này để đông huyền đạo tông chúng ta làm đi, chúng ta chuyên nghiệp trong chuyện diệt cả nhà người ta lắm. Tông chủ của đông huyền đạo tông vội vàng mở miệng nói, vỗ ngực bảo đảm, sợ không được quân tiêu giao chú ý. Đông huyền lão tổ cũng có chút câm nín, những hậu bối đó vì được quân tiêu giao chú ý một chút mà đã bất chấp mọi giá. Hừm, quân tiêu giao lạnh nhạt gật đầu, vai chính ấy à, cũng phải cho hắn ta chút động lực để mạnh lên. Không bị diệt môn thì cũng ngại miệng nói mình là vai chính. Quân tiêu giao tin tưởng, sau khi Lâm Phong biết gia tộc của mình bị giết thì nhất định sẽ điên cuồng mà muốn mạnh lên, sau đó thay hắn đi tìm căn nguyên thế giới. Tuy thủ đoạn này có hơi tàn nhẫn, nhưng hữu dụng là được. Kế tiếp, quân tiêu giao đưa mắt nhìn về phía đám người tô tử quỳnh quỳ trên mặt đất. Đám người tô tử quỳnh vội vàng dập đầu và nói, cầu xin thần tử đại nhân tha thứ, lần này là thánh địa tử phủ chúng ta sai rồi, hy vọng thần tử đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng. chương 208, con đường lấy thân làm trùng, một đám cường giả của thánh địa tử phủ đều quỳ xuống đất xin tha bọn họ biết lúc này lấy bối cảnh thánh địa tử phủ ra hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì chi bằng chịu thua thành thành thật thật khẩn cầu tha thứ thánh địa tử phủ ở hạ giới trở thành thế lực phụ thuộc của gia tộc nạp lan còn về các ngươi làm nô ở nạp lan ra trăm năm quân tiêu giao tùy ý nói hắn cũng lời giải quyết đám người này hơn nữa tuy thánh địa tử phủ không tính là gì nhưng tốt xấu cũng là thế lực có cường giả trí tôn thật sự muốn diệt cũng có chút phiền toái nhỏ. Đa tạ thần tử tha thứ, một đám cường giả thánh địa tử phủ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có sắc mặt của Tô Tử Quỳnh có chút biến ảo. Hình như ngươi không hài lòng với quyết định của bản thần tử. Quân tiêu giao hơi nhướng mày và nói, Tô Tử Quỳnh vội vàng phủ nhận, không phải, chỉ là. Tử Quỳnh hy vọng, Tô Tử Quỳnh nói được vài chữ rồi khó có thể nói tiếp. Nói, quân tiêu giao nhíu mày, Tô Tử Quỳnh nhắm mắt lại rồi mở miệng nói, Tử Quỳnh hy vọng, cho dù làm nô, cũng muốn trở thành nữ nô của thần tử đại nhân. Một câu khiến cả đường im ắng đi, đường đường là thánh nữ của thánh địa tử phủ, có thể nói ra lời này cũng ghê gớm. Cho dù là đám cường giả thánh địa tử phủ bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tô tử Quỳnh nhắm mắt lại, lông nghi cũng đang run rẩy. So với trở thành nô lệ của nạp lan gia, chi bằng trở thành nô lệ của một mình quân tiêu giao. Hơn nữa, bản thân Tô Tử Quỳnh đã sớm muốn sinh ra quan hệ với quân tiêu giao, cho dù là quan hệ nô lệ. Hương, quân tiêu giao trầm ngâm, hắn cũng không ngờ Tô Tử Quỳnh sẽ chủ động yêu cầu muốn trở thành nữ nô của một mình hắn. Mái tóc dài màu tím của Tô Tử Quỳnh giống như tơ lụa, dáng người là lướt, da thịt còn trắng nõn ôn nhuận hơn cả dương chi ngọc thượng đẳng nhất. Một đôi linh nhãn thủy tinh tím càng mỹ lệ động lòng người. Nàng là một kiêu nữ hiếm có, được hưởng mỹ danh cả trên tiên vực, là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiên kiêu nam tính. Nhưng giờ phút này lại cam nguyện làm nô cho quân tiêu giao bản thần tử là loại người thích tùy ý thu nô lệ sao? Quân tiêu giao gõ ngón tay lên tay vịn, tô tử quỳnh lộ ra vẻ mặt buồn bã, nhưng linh lung không có ở đây, thật sự thiếu một thị nữ bưng trà rót nước, ngươi cũng coi như miến miến cưỡng cưỡng. Quân tiêu giao nói, đa tạ thần tử đại nhân, tử quỳnh nguyện ý dùng hết sức phụng dưỡng đại nhân. Tô tử quỳnh lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, rất khó tưởng tượng, đường đường là thánh nữ tử phủ mà lại hưng phấn vì trở thành nữ nô của người khác. Gương mặt xinh đẹp của nạp lan nhược hy đứng bên cạnh đột nhiên trở nên ảm đạm. Thật ra trong lòng nàng cũng mơ hồ có ý nghĩ muốn hầu hạ quân tiêu giao. Rốt cuộc ai không yêu một trích tiên nhân như vậy kia chứ? Phán quyết của quân tiêu giao cũng làm nạp lan chiến kích động không thôi. Ông ta biết quân tiêu giao đang giúp gia tộc nạp lan. Thánh địa tử phủ ở hạ giới cũng là một thế lực rất mạnh, càng đừng nói những cường giả tiên vực đó cũng sẽ làm nô trăm năm, thần phục gia tộc nạp lan. Ngày sau có thể đoán ra được, gia tộc nạp lan sẽ trở thành gia tộc đứng đầu đông huyền vực thậm chí là toàn bộ thiên huyền đại lục tất cả những người của gia tộc nạp lan đều thực hưng phấn như có thể dự kiến được sự quật khởi của ngày sau chỉ có một mình nạp lan nhược hy gương mặt xinh đẹp tinh xảo có chút ảm đạm trung quy nàng chỉ là một người qua đường gặp thoáng qua quân tiêu giao mà thôi chờ đến khi quân tiêu giao trở lại tiên vực nhất định sẽ nhanh chóng quên đi nàng nạp lan nhược hy thật không dám mơ mộng viễn vông quân tiêu giao như thế nào với nàng chỉ là không muốn trở thành người qua đường mà thôi. Quân tiêu giao chú ý tới nạp lan nhược hy, hơi trầm ngâm rồi nói, nạp lan nhược hy, bỏ qua không tính đến loại dị số như lâm phong, thiên phú của ngươi cũng coi như đứng đầu ở thiên huyền đại lục, ngày sau ta sẽ dẫn ngươi trở về tiên vực. Thật vậy chăng, nạp lan nhược hy thụ sủng nhược kinh, quân tiêu giao lạnh nhạt gật đầu, quy tắc thiên địa thế giới này cũng hạn chế thiên phú của nạp lan nhược hy. Nếu nàng ở tiên vực, không nói đến chuyện sánh vai với các tự liệt quân trượng kiếm, quân tuyết hoàng, Ít nhất cũng tiếp cận cấp bậc của Quân Linh Lung, cũng xem như thiên tài không tồi. Nhược Hi đa tạ công tử, Nạp Lan Nhược Hi vô cùng vui sướng, trong lòng ngọt hơn cả ăn mật. Chỉ cần ngày sau có thể thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của Quân Tiêu Dao, Nạp Lan Nhược Hi cũng thấy đủ. Đám người Nạp Lan Chiến cũng mừng rỡ như điên, chuyện này đại biểu gia tộc Nạp Lan ông ta hoàn toàn ôm ổn đùi của Quân Tiêu Dao. Sau khi giải quyết một loạt chuyện, Quân Tiêu Dao ngồi một mình trong phòng, bắt đầu nghiên cứu căn nguyên thế giới kia chỉ là một đoàn căn nguyên thế giới nho nhỏ mà đã đắp nặn ra yêu nghiệt như Lâm Phong. Nếu có được toàn bộ căn nguyên thế giới thì sẽ cường đại đến mức nào nữa? Khó trách ra ra nói, muốn ta lấy căn nguyên thế giới làm tiên chủng, căn nguyên thế giới này thật sự vô cùng huyền ảo. Quân tiêu giao trầm ngâm, nhưng hắn đang do dự, thật sự nên lấy căn nguyên thế giới làm tiên chủng sao? Quân tiêu giao làm một người xuyên qua, tất nhiên cũng hiểu một ít kịch bản. Chẳng lẽ cường giả chân chính không phải lấy bản thân làm chủng sao? cũng là cái gọi là lấy thân là trùng, bất cứ linh trùng còn lại nào, thậm chí là tiên trùng, đều là ngoại vật. Mà lấy ngoại vật làm trùng thì chỉ có thể mượn ngoại vật mà thôi. Nếu lấy thân làm trùng thì mới là đạo thuộc về chính mình. Đương nhiên, đây là một con đường gần như không có khả năng. Nếu dễ sáng lập như vậy thì tiền nhân đã sớm thành công, sao có thể đến phiên quân tiêu giao? Lấy thân làm trùng, sáng lập đạo thuộc về mình, ánh mắt của quân tiêu giao dần dần sáng ngời. Lấy thân làm trùng, Nói ra đơn giản, nhưng làm thì rất khó. Đến bây giờ, quân tiêu giao còn chưa có manh mối nào. Nhưng hắn đã có một loại cảm ngộ, linh trùng, tiên trùng đều ra đời trong thiên địa, mượn chúng hợp đạo, cuối cùng vẫn phải bị quy tắc thiên địa trói buộc. Nhưng lấy thân làm trùng, tức là không mượn ngoại vật, chỉ dựa vào chính mình. Bản thân chính là tiên trùng mạnh nhất, sau đó thiêu đốt tiềm năng của mình, sáng lập ra một con đường xưa nay chưa từng có. Con đường này không bị quy tắc thiên địa trói buộc. Điều này có nghĩa là, nếu thật sự có thể thành công, quân tiêu giao sẽ siêu thoát phía trên quy tắc. chương 209, địa điểm đánh dấu mới, ngày sau cho dù tiên vực dung chuyển, thậm chí sụp đổ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Đây là cái gọi là, nhảy ra khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành. Con đường này, khó, nhưng nếu thành công thì thực lực và tiềm năng của ta sẽ không thể phỏng đoán được nữa. Quân tiêu giao nói, hiện tại hắn đã thực vô địch, khó tìm được địch thủ trong cùng một thế hệ, nhưng quân tiêu giao không thỏa mãn, hắn không chỉ muốn vô địch trong cùng thế hệ, còn muốn đuổi theo bước chân của thế hệ trước. Cuối cùng, thậm chí muốn sánh vai với trí tôn, đại đế, thậm chí đặt chân lên lĩnh vực tiên đạo, trở thành tiên thật sự. Thiên tư của ta cổ kim vô song, cứ để ta tới sáng lập con đường lấy thân làm chủng này. Trong mắt quân tiêu giao cháy lên ngọn lửa, sau khi xác định phương hướng, quân tiêu giao cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch kế tiếp. Vẫn phải lấy được căn nguyên thế giới dù sao đó cũng là kỳ vật thiên địa hiếm thấy, mặc dù không cần dùng làm tiên chủng, cũng có thể làm phụ trợ, trợ giúp hắn sáng lập con đường thuộc về mình. Những chuyện kế tiếp phải làm là trấn áp thập tội đại tộc, tìm kiếm tung tích của thể thư, đúng rồi, còn muội muội của quân vạn kiếp nữa. Quân tiêu giao trải vuốt kế hoạch, ở thiên huyền đại lục cũng không có tung tích của thập tội đại tộc. Hiển nhiên, bọn họ không bị trấn áp tại đây, còn về quyền hạ của thể thư và muội muội của quân vạn kiếp, quân tiêu giao sẽ đích thân bảo ba thế lực gia tộc Nạp Lan, Đông Huyền Đạo Tông và Thánh Địa Tử Phủ đi tìm, lấy sức ảnh hưởng của bọn họ, nếu toàn lực tìm kiếm cũng đủ để bao trùm toàn bộ bốn vực của Thiên Huyền Đại Lục. Nếu không tìm thấy ở Thiên Huyền Đại Lục, vậy phỏng chừng là ở nơi khác của Hạ Giới. Lúc sau, quân Tiêu Giao cũng tìm tới đám người Đông Huyền Lão Tổ, dò hỏi chút chuyện ở Hạ Giới, bao gồm có bí cảnh Thiên Địa gì tồn tại. Bởi vì nếu quân Tiêu Giao muốn lấy thân làm trùng thì cần đến các loại thủ đoạn phụ trợ, bí cảnh Thiên Địa cũng là một trong số đó. Mà làm quân tiêu giao bất ngờ chính là, ba người đông huyền lão tổ lại chăm miệng một lời nói ra cùng một nơi. Là kẽ nước thập giới, kẽ nước thập giới là nơi nào? Quân tiêu giao hỏi, hồi công tử, nghe đồn kẽ nước thập giới chính là chỗ giao điệp không gian của thập địa hạ giới, hội tụ khí vận của thập giới. Nghe đồn trong đó có một tế đàn anh linh, tự cổ trí kim, vô số nhân kiệt mang đại khí vận đều từng muốn chứng đạo ở tế đàn, sáng lập ra con đường xưa nay chưa từng có, nhưng cuối cùng đều thất bại, thân thể thậm chí linh hồn đều bị cầm tù trong tòa tế đàn anh linh kia vĩnh thế. Đông huyền lão tổ trầm giọng mà nói, hiển nhiên, bọn họ cũng rất kiêng kỵ đối với lời đồn này. Còn có chuyện này, quân tiêu giao kinh ngạc, hắn cũng không ngờ ở hạ giới còn có nơi quỷ bí huyền ảo như vậy. Mà lúc này, trong đầu quân tiêu giao lập tức truyền đến âm thanh máy móc của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở tế đàn anh linh. Ánh mắt quân tiêu giao chợt lóe, Lập tức hỏi, kẻ nước thập giới kia ở chỗ nào? Đông huyền lão tổ lắc lắc đầu và nói, vậy thì không biết, những người có thể tìm được kẻ nước thập giới đều là nhân kiệt và người có đại khí vận tuyệt đối. Vậy sao, quân tiêu giao gật đầu, dù sao hắn còn phải ở lại hạ giới một thời gian, cũng không cần quá gấp. Mấy ngày sau, chuyện xảy ra ở gia tộc nạp lan cứ như mọc cánh mà truyền khắp toàn bộ đông huyền vực, thậm chí là cả thiên huyền đại lục. Một vị đại nhân tuổi trẻ thân phận khủng bố trên tiên vực đã hạ giới chưa lộ diện mà đã khiến mọi người của thánh địa tử phủ kinh sợ quỳ xuống. Sau khi xuất hiện, hắn siêu nhiên như tiên, một trưởng trục văng thiên kiêu đỉnh cấp thanh danh đang lên là Lâm Phong. Có thể nói, tin tức này giống như động đất cấp 18, làm lay động toàn bộ thiên huyền đại lục. Tất cả mọi người không thể tin nổi là tiên vực sẽ có trí tôn tuổi trẻ siêu nhiên như vậy hạ giới. Vùng cấm trung ương của thiên huyền đại lục, nơi đây nằm ở điểm giao hội giữa đông huyền vực, tây huyền vực, nam huyền vực và bắc huyền vực đồng thời cũng là vùng cấm khiến tứ phương kiêng kỵ, thậm chí những thánh địa nhân tộc, gia tộc lánh đời cũng cực kỳ kiêng kỵ vùng cấm này. Bởi vì nơi đây là một mảnh thần sơn thái cổ, có vô số sinh linh thái cổ cư trú. Bất cứ nhân tộc nào, nếu tùy tiện tiến vào thì tuyệt đối không có đường sống. Mà lúc này, ở một mảnh thái cổ thần sơn liên miên, một đám sinh linh trên lưng có cánh chim màu xanh lá đang giao lưu. Chí tôn tuổi trẻ của nhân tộc từ tiên vực xuống đây lợi hại đến như vậy sao? Đúng vậy, thiên kiêu trẻ tuổi chủng tộc Thái Cổ ta còn chưa hạ giới mà. Đừng nói là sinh linh tiên vực hạ giới, cho dù là bằng phi đại nhân và bằng linh đại nhân cũng có thể đối phó với những thiên kiêu tiên vực đó. Những sinh linh có cánh xanh trên lưng đó đến từ thanh thiên thần sơn, chính là thanh thiên đại bằng tộc. Nhất tộc này có được một chút huyết mạch của kim sĩ đại bằng, là vương tộc trí cường tại hạ giới. Đối với hạ giới mà nói, thái cổ vương tộc đã là tồn tại đỉnh cao. Còn về thái cổ hoàng tộc, căn bản sẽ không ở lại nơi cằn cỗi như hạ giới đám sinh linh thanh thiên thần sơn này đều nhìn về phía một đôi huynh muội bọn họ tên là bằng phi và bằng linh là thiên kiêu đứng đầu đương đại của thanh thiên thần sơn thậm chí từng đánh bại một ít thiên kiêu nhân tộc xuống từ tiên vực vị trí tôn tuổi trẻ kia rốt cục có lai lịch ra sao có đại thanh danh như vậy sao bằng linh lẩm bẩm nói nàng ta có một mái tóc ngắn màu xanh lá trên lưng là đôi cánh chim xanh dáng người tinh tế đứng bên cạnh là huynh trưởng của nàng bằng phi thân thể gã cường kiện có mái tóc dài xỏa tung màu xanh lá, ánh mắt sắc bén như kiếm. Bằng phi lãnh đạm nói, mục tiêu duy nhất của ta chính là thượng giới tiên vực, già lâu thánh sơn, truyền nhân nhất tộc kim sĩ đại bằng. Nếu ta có cơ hội tiến vào tiên vực, nhất định phải bái kiến vị kim dược tiểu bằng vương kia một chút. Đúng vậy, vị kim dược tiểu bằng vương kia nhất định rất mạnh. Bằng linh lộ ra tò mò và khát khao mà nói. Nhất tộc thanh thiên đại bằng bọn họ chỉ có một phần huyết thống của kim sĩ đại bằng thôi mà đã cường đại như vậy rồi vậy kim sĩ đại bằng chân chính sẽ cường đại đến cỡ nào? Hừ, dù sao cũng lợi hại hơn cái gọi là đại nhân tiên vực trẻ tuổi kia. Bằng phi cười lạnh và nói, chương 210, tinh thần đại lục, đúng lúc này, bằng linh bỗng vươn cánh tay ngọc ra và nói, xem, nơi đó có một người. Cả đám sinh linh nhìn lại, đột nhiên phát hiện có một nhân tộc ngã bệt xuống bên bờ hồ. Nhân tộc, giết là được rồi. Bằng phi lạnh nhạt nói, hả, hình như là tiểu tử nhân tộc kia, Lâm Phong bằng linh đi đến quan sát kinh ngạc nói một năm gần đây lâm phong quật khởi như một truyền kỳ đừng nói là thế lực nhân tộc cho dù là thái cổ thần sơn bọn họ cũng hơi nghe tin khụ khụ giờ phút này lâm phong đầy người là máu đã mất đi một cánh tay đại ca thật sự muốn giết hắn sao bằng linh trần chờ nói hình như hắn từng giao thủ với tên trí tôn tuổi trẻ kia tạm thời cứu hắn một mạng đi cũng tìm hiểu chút tình hình bằng phi nói những sinh linh trên thanh thiên thần sơn cứu Lâm Phong trở về. Nếu quân tiêu giao có ở đây thì nhất định sẽ cảm thán vận khí của Lâm Phong. Không hổ là vai chính khí vận của thiên huyền đại lục, cả khi gặp phải cục diện hẳn phải chết thì cũng có thể chuyển nguy thành an. Sau khi Lâm Phong bị sinh linh của thanh thiên thần sơn cứu đi, cũng nhanh chóng tỉnh lại. Đám người bằng phi và bằng linh cũng dò hỏi hắn ta rất nhiều chuyện. Lúc sau Lâm Phong cũng biết được tin tông tộc Lâm Thị bị tàn sát. Trên dưới toàn bộ gia tộc, không một ai sống sót, phụ thân hắn ta là Lâm Trấn Thiên cuối cùng cũng chết thảm ngay đương trường. Chuyện này làm khóe mắt Lâm Phong như nứt ra, lòng đầy cam phẫn, lửa giận đầy trời bốc lên, hận không thể bầm thay quân tiêu dao vạn đoạn. Hắn ta cũng thật sự càng có động lực để mạnh lên. Quân tiêu dao cũng không biết cảnh ngộ của Lâm Phong, cho dù biết thì trong lòng cũng không có bất cứ dao động nào. Quân tiêu dao làm là bằng sắt, vai chính của thiên địa lại là dòng nước. Tiêu Trần là vậy, dương bàn tương tự, Lâm Phong cũng như thế mà thôi. Quân tiêu giao còn phải làm rất nhiều chuyện, không có khả năng đặt hết tinh lực lên người một tiểu nhân vật như Lâm Phong. Mà cũng sắp tới lúc rồi, trên một khối đại lục khác của thập địa, tên là Tinh thần Đại Lục. Tinh thần Đại Lục là một nơi cực kỳ đặc thù trong số thập địa hạ giới. Bởi vì nghe đồn vào xa xưa trước kia, Tinh thần Đại Lục từng xuất hiện một nhân vật nghịch thiên, tên là Vô Cực Tinh Quân. Hắn sáng tạo ra Vô Cực Tinh Cung, từng một lần thống trị toàn bộ Tinh thần Đại Lục. Không chỉ như thế, vị vô cực tinh quân kia còn phi thăng tới tiên vực, quý nhiễu ra phong vân vô tận. Chí tôn vô thượng thua trong tay hắn cũng không dưới 10 ngón tay. Cuối cùng bởi vì quá mức nổi bật, đắc tội quá nhiều thế lực và đại nhân vật nên cuối cùng bị vây công mà bỏ mình. Vô cực tinh cung ở hạ giới cũng bị đả kích mang tính hủy diệt, từ đây chưa gượng dậy nổi. Sau khi vô cực tinh quân ngã xuống, toàn bộ tinh thần đại lục cũng suy sụp. Cảm giác này giống như vô cực tinh quân đã tập hợp hết khí vận một giới lên người hắn ta ngã xuống đã cắt đứt toàn bộ khí vận của tinh thần đại lục. Mà giờ phút này, ở tinh thần đại lục, một trận đại chiến hiếm thấy trên đời đang bùng nổ. Hai phe trong cuộc đại chiến, một là Huyền Thiên Tông. Đó là một trong những thế lực theo hầu được quân gia phái xuống hạ giới để trấn áp thập đại cổ tộc. Mà bên còn lại lại không chỉ là một thế lực, có sinh linh trên đầu có kim giác khủng bố, cũng có tồn tại cường đại mọc ngân giác, còn có một số ít là cao thủ thần bí thân khoác áo choàng màu đen, săn giết đệ tử của huyền thiên tông ở khắp nơi. Giết, hộ huyền thiên tông ta, chấn sát tội tộc. Những tội tộc các ngươi, trong xương cốt chảy xuôi huyết mạch tội nhiệt vậy mà còn dám mưu toan xoay người. Rất nhiều cường giả của huyền thiên tông đang giống giận, ra sức chém giết. Ha ha, kim giác tộc chúng ta đã bị chấn áp phản cổ, rốt cuộc cũng có thể xoay người, hôm nay sẽ lấy huyền thiên tông các ngươi để tế đao đầu tiên. Một cường giả đầu mọc kim giác nhếch môi, lộ ra hàm răng sắc bén, có vẻ rất tàn nhẫn thị huyết nhất mạch của bọn chúng tên là Kim Giác Tộc, ngay trước chúng cũng là chủng tộc cường đại tiếng tăm lừng lẫy ở hoang thiên tiên vực. Nhưng bởi vì hưng phong tác loạn, bị quân gia trấn áp, cường giả trong tộc bị chém giết hầu như không còn, những tộc nhân còn lại bị xua đuổi xuống hạ giới, trở thành sinh linh hạ giới. Không chỉ thế, quân gia còn phái ra huyền thiên tông tới trấn áp giám thị bọn chúng. Điều này làm hận ý trong lòng bọn chúng vẫn luôn tích tụ ngày một nhiều. Loại sỉ nhục và phẫn hận này chẳng những không bị thời gian hao mòn, ngược lại càng ngày càng khắc vào cốt tủy. Suốt cuộc bọn họ cũng có cơ hội được giải phóng, hận ý và lửa giận đầy trời đều chút xuống trên người huyền thiên tông. Mà bên kia, một cường giả đầu có ngân giác cũng lạnh lùng nói, ngân giác tộc chúng ta cũng bị trấn áp phản cổ, cho dù là huyền thiên tông các ngươi hay là quân gia trên tiên vực, ngân giác tộc chúng ta cũng sẽ trả thù. Ngân giác tộc và kim giác tộc đều từng là chủng tộc trí cường trên tiên vực, đã trải qua vận mệnh tương tự. Hừ, chủ thượng quân gia há là những tội tộc hèn mọn các người có thể lay động. Bỗng dưng, một tiếng hừ lạnh vang lên, hai vị lão giả đột ngột hiện lên trên hư không. Tông chủ, phó tông chủ, nhìn thấy hai lão giả này, tất cả mọi người của huyền thiên tông đều tâm thần phấn chấn. Có thể nói bọn họ là tồn tại trụ cột của huyền thiên tông. Người mở miệng chính là tông chủ của huyền thiên tông, một vị cường giả thánh nhân chân chính. Mà phó tông chủ bên cạnh cũng có tu vi chuẩn thánh. Nhưng kim giác tộc và ngân giác tộc cũng không hoảng loạn. Ở tộc đàn của bọn họ cũng có tồn tại cường đại tràn ngập khí tức thánh cảnh xuất hiện. Tuy bọn họ bị trấn áp dưới hạ giới đã lâu, nhưng dù sao cũng đã từng là chủng tộc trí cường, sao có thể thật sự không có vài cao thủ. Chẳng qua trước kia bọn họ vẫn luôn bị phong ấn trong cấm địa mà thôi. Rốt cuộc kim giác tộc và ngân giác tộc làm sao thoát vây được chứ? Đôi lông mày hoa dâm của phó tông chủ nhân lại, gương mặt già nua thật đâm chiêu. Những người áo đen đó, chẳng lẽ là, trong lòng huyền thiên tông chủ đã có phán đoán, sắc mặt càng lạnh hơn. Kế tiếp, đại chiến lại bùng nổ. Phía huyền thiên tông, dưới sự dẫn dắt của tông chủ và phó tông chủ, họ kiệt lực chém giết. Mà kim giác tộc và ngân giác tộc cũng có cường giả xuất hiện, triển khai giết chóc huyết tinh. Toàn bộ thế cục hỗn loạn đến cực điểm, trong huyền thiên tông cũng nổi lên chiến hỏa bốn phía. Binh đối binh, tướng đối tướng, phía chân trời, cường giả đang chém giết, phía dưới. Đệ tử huyền thiên tông cũng đánh nhau với sinh linh của kim giác tộc và ngân giác tộc, chương 211, tinh thần đại lục 2, nhưng điều làm bọn họ kinh sợ chính là, còn có một đám hắc y nhân thân khoác áo choàng đen đứng ở phe tội tộc, vô tình mà săn giết đệ tử của huyền thiên tông. Trên một quảng trường của huyền thiên tông, thi thể trải rộng, có sinh linh tội tộc, nhưng càng nhiều lại là đệ tử của huyền thiên tông. Giờ phút này, một nữ tử Mỹ lệ đang bị một đám người áo đen vây quanh. Ở bên chân nàng có nằm một thi thể huyết nhục mơ hồ, đó là đại sư huynh của huyền thiên tông. Ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai, vì sao dây dưa chúng ta không bỏ. Nữ tử này tên là Lưu Thiến Thiến, giờ phút này mặt nàng ta đã trắng như tờ, trong lòng sợ hãi. Nàng ta không rõ, nhiều đệ tử huyền thiên tông như vậy, vì sao những người áo đen đó cứ muốn nhằm vào bọn họ. Thậm chí đại sư huynh cũng vì bảo hộ nàng ta mà chết thảm ngay đương trường. Lúc này, một người áo đen ở chính giữa phát ra tiếng cười lạnh lùng và nói, ha ha, Lưu Thiến Thiến, chẳng lẽ ngươi còn không biết mình làm sai cái gì sao? Nghe ngữ điệu hơi quen thuộc đó, đôi mắt Lưu Thiến Thiến đột nhiên động lại, không thể tin mà vươn tay, chỉ vào người áo đen kia, ấp úng nói, giọng nói này. "Ngươi, ngươi là?" Dưới ánh nhìn không thể tin nổi của Lưu Thiến Thiến, người áo đen kia chậm rãi tháo lớp mũ trên người xuống. Xuất hiện trước mắt là khuôn mặt mà Lưu Thiến Thiến đã sắp quên đi. "Mạc Phàm?" Lưu Thiến Thiến phát ra tiếng thét chói tai không thể tin nổi, cả người sắp thạch hóa. Mạc Phàm là thanh niên mà hơn một năm trước đã bị nàng ta và đại sư huynh liên thủ hãm hại, sau đó bị xét đánh đến thoi thóp. Giờ phút này, gã lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng ta. Ngươi, không phải ngươi đã chết sao? Sắc mặt lưu thiến tiến trắng bệch như quét sơn. Rõ ràng nàng ta đã nhìn thấy Mạc Phàm bị xét đánh đến cháy đen, gần như đã không còn khí thức sinh mệnh, vì thế mới tùy tiện vứt gã đi. Mà hiện tại, chẳng những Mạc Phàm còn sống, hình như còn sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt vậy còn phải đa tạ đôi cầu nam nữ các ngươi, nếu không phải các ngươi thì làm sao có được mạc phàm ta như hôm nay. Tính ra thì ta còn phải cảm tạ ngươi đấy chứ. Mạc phàm cười, chỉ là nụ cười thực lạnh lẽo, thực tàn khốc. Những chuyện đó, tất cả đều là ngươi làm, còn có kim giác tộc và ngân giác tộc phá phong ấn, cũng có liên quan đến ngươi. Tiếng nói của Lưu Thiến Thiến đang run rẩy Ha ha, không sai, hai tộc bọn họ phá phong ấn thật sự có liên quan đến ta, trước kia không phải các ngươi vu hãm ta, nói ta và tội tộc có quan hệ sao vậy hiện tại ta dứt khoát liên hợp với tội tộc diệt cả huyền thiên tông đi mạc phàm càn dỡ cười lạnh và nói sao lại biến thành như vậy lưu thiến thiến lộ vẻ mặt tuyệt vọng nàng không ngờ con đê ngàn dặm lại sụp vì tổ kiến một mạc phàm bị nàng ta coi là con kiến cuối cùng lại làm lay động căn cơ của toàn bộ huyền thiên tông tính ra ta còn phải cảm tạ ngươi nếu không nhờ ngươi thì sao ta lại có được cơ duyên như vậy mạc phàm tiến lên vươn tay vỗ vỗ gương mặt Lưu Thiến Thiến. Bị xét đánh chúng lại làm trong đầu gã có thêm một người tí hon sao trời. Dựa vào người tí hon sao trời này, Mạc Phàm trực tiếp quật khởi, thực lực bùng nổ. Không chỉ như thế, bá chủ ngày xưa của tinh thần đại lục, vô cực tinh cung cũng tìm được gã, nói gã là chúng tinh chi tử, tương lai sẽ trở thành nhân vật quan trọng nhất của vô cực tinh cung. Thực lực tăng cường, còn có vô cực tinh cung làm chỗ dựa. Mạc Phàm hoàn toàn bay lên, mà sau khi gã cất cánh, Việc phải làm đầu tiên chính là trả thù Huyền Thiên Tông và đám người Lưu Thiến Thiến. Đám người Lưu Thiến Thiến đáng chết, những người trong Huyền Thiên Tông dung túng Lưu Thiến Thiến cũng đáng chết. Không phải đám người Lưu Thiến Thiến bôi nhỏ gã và tội tộc thông đồng làm bậy sao? Vậy Mạc Phàm trực tiếp mượn dùng sức mạnh của Vô Cực Tinh Cung, phóng thích cả Kim Giác tộc và Ngân Giác tộc ra ngoài. Cho nên mới tạo thành hạo kiếp ngập trời trước mắt. Mạc, Mạc Phàm, tha cho ta một mạng." Thân thể mềm mại của Lưu Thiến Thiến run rẩy không thôi. Nàng ta không ngờ chỉ một lần lầm lỡ đã dẫn đến hậu quả khôn lường, mang đến tai nạn như vậy cho bản thân nàng và huyền thiên tông. Đương nhiên, Lưu Thiến Thiến cũng không biết, dù không có nàng thì Mạc Phàm vẫn phải trải qua kiếp nạn khác. Bởi vì Mạc Phàm chính là vai chính thiên địa của tinh thần đại lục, một trong những nghịch thiên thập tử. Gã phải trải qua kiếp nạn thì mới có thể hoàn toàn thức tỉnh nhân sinh khai quải. Cho dù không có kiếp nạn này của Lưu Thiến Thiến, cũng sẽ có kiếp nạn khác bức bách Mạc Phàm khai quải. Chỉ là, tất nhiên Lưu Thiến Thiến không biết những bí ẩn đó. Giờ phút này nàng ta chảy nước mắt và nước mũi giàn ruộng, đang cầu xin Mạc Phàm tha thứ. a à, Lưu Thiến Thiến, tốt xấu gì thì ngươi và ta cũng từng có duyên phận, sao ta có thể nỡ lòng giết ngươi kia chứ? Mạc Phàm lộ ra một nụ cười lạnh, đa tạ, đa tạ ngươi, Lưu Thiến Thiến mừng đến phát khóc, nhưng còn không đợi nàng lộ ra ý cười sống sót sau tai nạn, đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng xương của Mạc Phàm nếu để ngươi dễ dàng chết đi như vậy, không phải quá không đáng với những thống khổ mà ta phải chịu đựng sao lời mạc phàm nói làm trái tim lưu thiến thiến lập tức chìm xuống đáy cốc kế tiếp mạc phàm cột lưu thiến thiến vào một trụ đồng chính là cây trụ mà hơn một năm trước gã bị trói kia sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của lưu thiến thiến mạc phàm lấy ra một thanh trường kiếm cắt đi từng miếng thịt trên người lưu thiến thiến gã muốn lăng chỉ lưu thiến thiến không không cần a à, lưu thiến, thiến phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế máu tươi đang tuôn trào theo thời gian chuyển rời đến cuối cùng lưu thiến thiến khí tức thoi thóp toàn thân đều là máu tươi miệng vết thương sâu đến mức có thể thấy xương trên người nàng ta không có một miếng thịt lành lặn nào mạc phàm còn chưa giải hận lại xuất kiếm cắt đứt gân tay gân chân của lưu thiến thiến đánh phá đan điền linh hải của nàng làm lưu thiến thiến hoàn toàn trở thành một phế nhân a à, lưu thiến thiến ta sẽ không giết ngươi ta muốn ngươi lấy thân phận phế nhân mà đau khổ dẫy dụa trên đời ha ha Mạc Phàm ngửa mặt lên trời mà cười, ý niệm đã thông suốt, chấp niệm trong lòng cũng tiêu trừ. Sau đó gã và một đám cường giả vô cực tinh cung rời đi. Chỉ để lại một mình Lưu Thiến Thiến đang hấp hối dẫy ruộng. Mà bên kia, trận đại chiến của huyền thiên tông và tội tộc đã tới hồi gai cấn. Kim giác tộc và ngân giác tộc cũng có cường giả thánh nhân và truyền thánh, hoàn toàn kiềm chế tông chủ và phó tông chủ của huyền thiên. Đáng chết, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phó tông chủ mặt lộ ra vẻ mặt nôn nóng, Trực tiếp đưa tin đi, cũng phải thử một lần." Huyền Thiên Tông chủ nói. Phó tông chủ nghe vậy thì lấy ra một khối ngọc giản, trực tiếp bóp nát. Chương 212: Huyền Thiên Tông tan tác. Đây là ngọc giản tín hiệu mà quân gia để lại cho Huyền Thiên Tông bọn họ. Nếu bóp nát có nghĩa là Huyền Thiên Tông xảy ra vấn đề lớn, gặp đại nguy cơ xưa nay chưa từng có. Hy vọng chủ thượng quân gia đã phái cường giả hạ giới. Phó tông chủ cầu nguyện trong lòng, mà đúng lúc này, trong hư không bỗng có dao động thánh cảnh truyền đến đó là một người áo đen ra tay trưởng hóa ra một sao trời đại trưởng ấn oanh kích về hướng phó tông chủ phụt phó tông chủ bị đánh trở tay không kịp miệng không ngừng phun máu tươi vô cực tinh cung quả nhiên là các ngươi phó tông chủ bị thương phẫn nộ quát lên một tiếng trước đó bọn họ cũng có phán đoán chỉ là hiện tại càng thêm chứng thực còn về nguyên nhân vô cực tinh cung ra tay trừ nhân tố mạc phàm ra thì cũng có một nguyên nhân lớn khác bá chủ ngày xưa của tinh thần đại lục vốn là vô cực tinh cung mặc dù vì vô cực tinh quân ngã xuống dẫn tới vô cực tinh cung suy yếu nhưng cũng không thể giao động địa vị lãnh đạo của nó nhưng sau khi huyền thiên tông xuất hiện lại dần dần thay thế địa vị của vô cực tinh cung ở tinh thần đại lục thứ nhất là do thực lực của huyền thiên tông rất mạnh thứ hai nó còn là thế lực buông xuống từ tiên vực dần ra vô cực tinh cung đã lệch về một góc từ từ suy yếu huyền thiên tông thì trở thành tân bá chủ của tinh thần đại lục dưới tình huống như vậy sao vô cực tinh cung lại cam tâm bị áp chế hơn nữa còn có mạc phàm thúc đẩy do đó vô cực tinh cung cũng quyết định ra tay chúng ta đi huyền thiên tông chủ thấy tình hình này thì sắc mặt trầm xuống trực tiếp bắt lấy phó tông chủ bắt đầu lui lại tuy rằng trong lòng ông ta cực độ không muốn từ bỏ những người còn lại của huyền thiên tông nhưng bọn họ thân là cường giả thánh cảnh xem như chiến lược mạnh nhất ở hạ giới không thể táng thân tại đây ngày sau nếu chấn sát tội tộc lần nữa thì còn cần bọn họ xuất lực bởi vậy huyền thiên tông chủ rất quả quyết mà trực tiếp lui lại còn lại một ít cường giả chân thần, thiên thần, đạo thần cũng bắt đầu tứ tán rút lui. Kim giác tộc, ngân giác tộc, còn có vô cực tinh cung, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ra sức đánh chó rơi xuống nước, đuổi giết theo một đường. Đẩy ngang rất nhiều núi non, chém giết rất nhiều cường giả của huyền thiên tông. Cuối cùng, chỉ có một ít tu sĩ huyền thiên tông chạy thoát ra ngoài. Mà ngay vào lúc huyền thiên tông tan tác, thiên huyền đại lục, sâu trong linh sơn của gia tộc Nạp Lan. Trong một lầu các ưu tính, Quân Tiêu Dao đang bình yên uống trà, Tô Tử Quỳnh đứng phía sau hắn, vươn tay ngọc ra bóp vai cho hắn. Không phải ai cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ để thánh nữ của thánh địa tử phủ bóp vai. Quân Tiêu Dao đang tính toán kế hoạch bước tiếp theo, mà lúc này, trong pháp khí không gian của hắn bỗng có một lệnh bài kim sắc bắt đầu tản mát ra huyết quang chẳng lành. Đây là, Quân Tiêu Dao lấy lệnh bài kim sắc ra, khối lệnh bài kim sắc này là quân chiến thiên cho hắn, cũng là tín vật của quân gia quân tiêu giao dựa vào lệnh bài này thì có thể điều động năm thế lực theo đuổi. Đồng thời lệnh bài này cũng là pháp khí truyền lại tin tức. Mà huyết quang đại biểu cho thế lực theo đuổi xuất hiện đại nguy cơ xưa nay chưa từng có. Tin tức này đến từ tinh thần đại lục, ánh mắt quân tiêu giao lóe lên tia tối tăm, tinh thần đại lục cũng là một trong thập địa hạ giới. Nghe đồn đã từng xuất hiện một nhân vật nghịch thiên, còn khuấy động phong vân trên tiên vực. Nhưng càng nhiều thì quân tiêu giao không biết, xem ra có nhất mạch thế lực theo đuổi ở tinh thần đại lục, chẳng lẽ là tội tộc của tinh thần đại lục phá phong. Quân tiêu giao trong lòng suy nghĩ, việc này không nên chậm trễ, hắn đứng dậy gọi ba người đông huyền lão tổ và nghệ vũ tới. Có cách nào nhanh chóng di chuyển giữa thập địa hạ giới không? Quân tiêu giao hỏi, đông huyền lão tổ trả lời, tuy giữa thập địa hạ giới có vách ngăn, nhưng không khó qua như tiên vực và hạ giới. Hơn nữa hẳn trong vô tận chi hải bên ngoài thiên huyền đại lục có truyền tống trận biên giới, có thể trực tiếp truyền tống đến đại lục khác. Được, vậy chúng ta trực tiếp đi đến tinh thần đại lục. Quân tiêu giao nói, đối mặt với mệnh lệnh của quân tiêu giao, ba người đông huyền lão tổ hỏi cũng không hỏi mà trực tiếp gật đầu đáp lại. Mấy canh giờ sau, quân tiêu giao, cửu đầu sư tử, ba người đông huyền lão tổ và nghệ vũ, tổ tử quỳnh cùng xuất phát từ gia tộc Nạp Lan. Tất cả tộc nhân của gia tộc Nạp Lan đều ra cung nghênh. Nạp Lan nhược hy lộ ra vẻ mặt lưu luyến không rời. Nàng phải chờ tới khi quân tiêu giao trở về tiên vực thì mới có thể đi theo quân tiêu giao cùng về ở ngoài thiên huyền đại lục là vô tận chi hải, đưa mắt nhìn ra, đại dương minh mông ngập trời, liếc mắt một cái không nhìn thấy được biên giới. Vô tận chi hải là nơi cực hung đối với tu sĩ thiên huyền đại lục. Cũng không ai biết nếu bơi sâu vào biển sâu vạn trượng kia thì sẽ có hải thú khủng bố gì xuất hiện. Phía chân trời, nghệ vũ tung ra trường cung hoàng kim, chín mũi tên liên tục được bắn ra, khiến một con bạch tuộc chín vòng phía trước thành cái sàng. Đông huyền lão tổ tùy ý phất tay một cái, vô số hải thú nổ tan thành huyết khối vô tận, máu tươi nhiễm đỏ cả vô tận chi hải. Tất cả hải thú, bao gồm một ít sinh linh hải tộc đều kinh sợ run rẩy, lùi về biển sâu, không dám ngoi đầu. Đây là một đám sinh linh hung hãn đến mức nào, quả thực còn đáng sợ hơn những sinh linh hải tộc bọn họ gấp một vạn lần. Cửu đầu sư tử lôi kéo liễn xa, quân tiêu dao ngồi bên trong, tô tử quỳnh bên cạnh thì đang gọt một ít chân quả đút cho hắn. Vô tận chi hải có thể so sánh với vùng cấm tử vong đối với tu sĩ của thiên huyền đại lục, nhưng đoàn người quân tiêu giao lại vượt qua quá đơn giản. Không bao lâu sau, ở phía trước vô tận chi hải bỗng xuất hiện một tiểu đảo tràn ngập khí tức hoang mãng. Trên tiểu đảo có một trận pháp truyền tống niên đại xa xăm, cổ xưa đến cực điểm, tích đầy bụi bặm thật dày. Thần tử đại nhân, tới rồi, đám người đông huyền lão tổ kính cần nói, quân tiêu giao đi ra khỏi liễn xa, nhìn nhìn truyền tống trận pháp kia. Hả, còn cần tiên nguyên, quân tiêu giao đảo mắt qua một cái, phía trên trận pháp có khắc một vài khe lõm, tích đầy cho bụi hiển nhiên loại truyền tống trận vượt giới này không có khả năng dùng nguyên thạch bình thường kích hoạt. Ít nhất cũng phải là tiên nguyên hạ phẩm, chương 213, truyền tống trận vượt giới, tiên nguyên ở tiên vực là vật hy hữu tuyệt đối, càng đừng nói là nơi cằn cỗi như hạ giới. Cũng khó trách truyền tống trận này cũng không có người nào sử dụng. Tuy quân tiêu giao tiêu xài tiên nguyên quá nhiều, nhưng quân gia vẫn cho hắn thêm mấy trăm tiên nguyên. Sau khi được khảm vào tiên nguyên, toàn bộ đại trận truyền tống vượt giới cũng dần dần bắt đầu vận chuyển sáng lên thần hoa chói mắt một lát sau đoàn người quân tiêu dao bị một gợn sóng không gian bao lấy sau đó biến mất khỏi nơi đó tinh thần đại lục giữa một dãy núi hoang mãng vô cùng cổ xưa một trận pháp yên lặng vạn năm bắt đầu vận chuyển sáng lên thần quang chói mắt một lát sau bóng dáng đám người quân tiêu dao xuất hiện vừa đến tinh thần đại lục thì quân tiêu dao đã nhận ra một điểm đặc thù sức mạnh sao trời của đại lục này có vẻ đặc biệt nồng đậm quân tiêu dao nói hắn ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy trên vòng trời tinh thần đại lục trải rộng sao trời vô tận, chúng chuyển động với một quỹ đạo huyền ảo. Đông huyền lão tổ cười và trả lời, đó là đương nhiên, tinh thần đại lục từng xuất hiện một cường giả nghịch thiên, tên là vô cực tinh quân, mang trên người tinh thần thần thể, là đệ nhất cường giả của tinh thần đại lục, thậm chí sau đó còn gây nên một trận phong vân ở tiên vực, cuối cùng vì quá mức nổi bật tài năng mà bị mấy vị cường giả vô thượng liên thủ chém giết rồi ngã xuống. Quân tiêu giao không quá hiểu về chuyện trên tinh thần đại lục, nhưng Đông Huyền Lão Tổ có xuất thân từ hạ giới, cũng có nghe qua khá nhiều về chuyện của các đại lục khác. Tinh thần thần thể, quân tiêu giao nhướng mày, điều này không thể không làm hắn liên tưởng đến Diệp Tinh Vân có được tinh thần vương thể. Và cả chuyện Diệp Tinh Vân đột ngột thay đổi tính cách. Chẳng lẽ, trong mắt quân tiêu giao lộ ra suy tư, chẳng lẽ Diệp Tinh Vân cũng có nhân thiết vai chính như Tiêu Trần, Dương Bàn, chỉ là trước kia mình không chú ý tới. Thú vị, không biết Diệp Tinh Vân có hạ giới hay không? nếu hắn hạ giới thì có mang đến cho ta chút kinh nghỉ không? Quân tiêu giao khẽ cười một tiếng, sau đó, đám người quân tiêu giao rời khỏi dãy núi hoang mãng này. Sau khi đi ra ngoài, nghệ vũ trực tiếp kéo một tu sĩ tới, dò hỏi địa điểm của huyền thiên tông. Đi huyền thiên tông, không phải huyền thiên tông đã bị tàn sát sao? Tu sĩ kia kinh ngạc hỏi, hỏi ngươi huyền thiên tông nằm ở đâu, đừng nói vô nghĩa. Nghệ vũ trừng đồng nhãn kim sắc lên, tu sĩ kia đổ mồ hôi đầy đầu mà trả lời ngay ở khu vực trung ương đại lục, nhưng mấy ngày trước mới bị kim giác tộc, ngân giác tộc và vô cực tinh cung hủy diệt. Vô cực tinh cung, quân tiêu giao trong liễn xa nghe vậy thì nhíu mày, kim giác tộc, ngân giác tộc ra tay thì hắn không bất ngờ gì. Dù sao bọn chúng cũng là thập tội đại tộc, vốn đối địch của huyền thiên tông. Nhưng vì sao vô cực tinh cung lại nhúng một chân vào như vậy? Chúng có thù hận gì với huyền thiên tông kia chứ? Trực tiếp đi đến huyền thiên tông, giọng nói của quân tiêu giao truyền ra, Cửu đầu sư tử giống lên một tiếng, đạp không mà đi, những người còn lại đi theo hai bên. Đậu xanh rau má, chẳng lẽ đó là cửu đầu sư tử trong truyền thuyết, dùng cửu đầu sư tử kéo xe, đây rốt cuộc là đám mãnh nhân nào vậy chứ? Tu sĩ kia trợn tròn mắt, giống như thạch hóa, sau một lúc lâu cũng không phục hồi tinh thần được. Huyền Thiên Tông vốn chiếm diện tích vạn khoảnh, rộng lớn mênh mông vô ngần. Hiện giờ lại là đoạn bích tàn viên, tử thi nằm la liệt. Trên trời cao có hào quang kim sắc minh mông cuồn cuộn, đám người quân tiêu giao rốt cuộc cũng đi vào. Quân tiêu giao bước ra một bước, nhìn thấy huyền thiên tông giống như mảnh đất khô cằn tĩnh mịch, hắn nhíu chặt mày lại. Đáng tiếc, đã tới chậm một bước, quân tiêu giao lắc đầu, thế lực đi theo quân gia lên tới ngàn ngàn vạn, huyền thiên tông chỉ là một trong số đó mà thôi. Quân tiêu giao sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thế. Công tử, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Nghệ vũ hỏi, quân tiêu giao vừa muốn mở miệng thì ánh mắt bỗng khựng lại, nhìn về phía một quảng trường sâu trong huyền thiên tông. Nơi đó còn có khí tức người sống, quân tiêu giao bước ra một bước, lập tức biến mất khỏi đó. Phía trên quảng trường, một bóng dáng huyết nhục mơ hồ bị trói trên đồng trụ, kéo dài hơi tàn. Đó là Lưu Thiến Thiến, trong lúc hoảng hốt, trước mặt nàng ta bỗng xuất hiện một bóng dáng siêu nhiên được tiên quang bao phủ. Rốt cuộc ta cũng đã chết sao, vì sao có thể nhìn thấy tiên chứ? Lưu Thiến Thiến suy yếu cười, mà lúc này, vị tiên kia rốt cuộc cũng mở miệng nói, ta là thần tử quân gia của tiên vực, quân tiêu giao, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, nói chi tiết cho ta biết. Quân tiêu giao bình đạm nói, lưu thiến thiến vốn đang suy yếu mỏi mệt, nghe thấy bốn chữ quân gia tiên vực thì đôi mắt xinh đẹp lập tức trừng lớn, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Người của chủ thượng quân gia rốt cuộc cũng tới, thân thể mềm mại huyết nhục bê bết của lưu thiến thiến đang run rẩy. Nàng ta không thể tin được, huyền thiên tông mong ngóng ngày đêm, chỉ cầu chờ được cường giả của quân gia hạ giới, sau đó đi chấn sát tội tộc. Nhưng thẳng đến cuối cùng, Huyền Thiên Tông cũng không chờ được. Mà hiện tại, bóng dáng Bạch Y siêu nhiên xuất hiện trước người Lưu Thiến Thiến lại là thần tử của quân gia. Lưu Thiến Thiến cũng không hoài nghi chút nào cả, bởi vì bóng dáng Bạch Y tuyệt tục này quá siêu nhiên. Loại tiên khí không nhiễm trần tục này tuyệt đối không phải sinh linh hạ giới có thể bắt trước. Cách đó không xa, Nghệ Vũ và Tô Tử Quỳnh đã đến. Lưu Thiến Thiến càng giật mình, mỗi một người trong những thiên kiêu tiên vực đó đều siêu trần thoát tục như vậy. So với bọn họ, cho dù là mạc phàm, cũng có vẻ như một tên nhà giàu mới phất lên, không hề có khí chất gì đáng nói. Sau đó, ba người đông huyền lão tổ đã đến, càng làm Lưu Thiến Thiến thiếu chút nữa hít thở không thông. Lưu Thiến Thiến chỉ từng cảm nhận được chút uy áp mơ hồ tiết ra như thế này từ trên người tông chủ và phó tông chủ. Nói cách khác ba người này chính là cường giả chuẩn thánh và thánh nhân. Đội hình khủng bố như vậy khiến Lưu Thiến Thiến rơi vào khiếp sợ sâu sắc, sau một lúc lâu cũng không phục hồi tinh thần được. Quân tiêu giao còn tưởng là nàng không tin mình, tiện tay lấy ra một khối lệnh bài kim sắc. Trên đó có viết một chữ quân, vậy tin chưa, quân tiêu giao hỏi, Lưu Thiến Thiến liều mạng gật đầu, trong lòng vẫn còn sóng to gió lớn. Nói hết những chuyện mà ngươi biết cho ta, quân tiêu giao lạnh nhạt nói, Lưu Thiến Thiến gật đầu, dùng hết sức lực cuối cùng kể lại tất cả tin tức nàng ta biết cho quân tiêu giao nghe chương 214, kịch bản vai chính của Mạc Phàm quân tiêu giao càng nghe kịch bản này thì càng cảm thấy quen thuộc. Bị ái nhân của mình phản bội vu hãm, bị xét đánh mà nửa chết nửa sống, bị ném ra khỏi tông môn. Kết quả cuối cùng chẳng những sống sót, còn cường thế quật khởi, thậm chí trở thành nhân vật trung tâm của vô cực tinh cung. Cuối cùng gã giải phóng tội tộc, trả thù tông môn, còn làm nữ nhân phản bội mình sống không bằng chết. Loại kịch bản này làm cả quân tiêu giao cũng cảm thấy có chút câm nín có thể xuất hiện chút mới mẻ hay không, nhưng bởi vậy, quân tiêu giao cũng có thể xác nhận, có lẽ mạc phàm này chính là vai chính của thiên địa, nghịch thiên tri tử của tinh thần đại lục. Có cùng một con đường với Lâm Phong, nếu không có Diệp Tinh Vân, có lẽ quân tiêu giao sẽ suy đoán mạc phàm này có khả năng liên quan đến vô cực tinh quân hay không. Nhưng có Diệp Tinh Vân tồn tại nên quân tiêu giao có chút nghi hoặc. Rốt cuộc kẻ có liên quan đến vô cực tinh quân là Diệp Tinh Vân hay Mạc Phàm. Hoặc là hai người đều có quan hệ. Sau khi được Lưu Thiến Thiến cung cấp tin tức, trong đầu quân tiêu giao cũng dần dần xuất hiện một suy nghĩ. Cho dù thế nào thì giao hẹ vẫn phải được cắt. Sau khi cung cấp xong manh mối, Lưu Thiến Thiến cũng kiệt lực, đã đến cực hạn. Nàng ta vốn không còn bao nhiêu thời gian, đan điền linh hải bị phế, gân tay gân chân bị đánh gãy, toàn thân bị lăng trì, đã tiếp cận hủy dung. Cho dù có thể sống sót, Lưu Thiến Thiến cũng không muốn sống, như vậy quả thực còn khó chịu hơn cả chết. Đại nhân, ta biết cái gì cũng đã nói hết, chỉ hy vọng đại nhân có thể cho ta thống khoái, có lẽ đây là báo ứng của ta. Lưu Thiến Thiến chua xót nói, hiện tại nàng ta chỉ mong được chết, quân tiêu giao bình đạm hỏi, tồn tại không tốt sao? Tồn tại, sống như vậy càng khó chịu hơn chết, Lưu Thiến Thiến lộ ra sự tuyệt vọng chua xót, còn không phải đan điền bị phế, gân tay gân chân bị cắt đứt sao, cũng không phải chuyện lớn gì. Quân tiêu giao lạnh nhạt lắc đầu, coi như nể tình Lưu Thiến Thiến cung cấp tình báo chân quý cho hắn, quân tiêu dao cũng không keo kiệt một viên thánh đan. Ngay vào lúc Lưu Thiến Thiến đầy mặt nghi hoặc, quân tiêu dao búng tay một cái. Một viên đan dược hồn nguyên xanh biết chảy xuôi linh khí rơi vào miệng nàng. Chỉ trong thoáng chốc, một cổ tinh hoa sinh mệnh xưa nay chưa từng có khuếch tán ra từ trong miệng Lưu Thiến Thiến. Da thịt máu chảy đầm đìa cả người nàng ta bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gân tay gân chân cũng bắt đầu khôi phục, chỉ trong 15 phút ngắn ngủn, da chết phải máu bóc ra, cả người lưu thiến thiến cũng khôi phục nguyên trạng. Da thịt tuyết trắng, như búng một cái là rách, cái này, này, lưu thiến thiến như bị sét đánh, cả người đều ngây ngẩn. Sau đó nàng ta ngạc nhiên phát hiện, linh hải rách nát trong đan điền của mình cũng khôi phục lần nữa. Nhìn thần tích như vậy xuất hiện trên người mình, lưu thiến thiến khiếp sợ mà không khép miệng được. Loại tiểu thương này, một viên linh đan tuyết ngọc bích là đủ dùng. Quân tiêu giao nói, hắn thực sự không thiếu đan dược cấp bậc thánh đan, nhưng đối với hạ giới mà nói, thánh đan là tồn tại cực kỳ hy hữu. Đa tạ ân tái tạo của thần tử đại nhân, Lưu Thiến Thiến suốt đời khó quên, nguyện khăng khăng một mực, làm nô làm gì, vĩnh sinh hầu hạ thần tử. Lưu Thiến Thiến lộ ra vẻ mặt kích động, quỳ dạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Nếu có thể tồn tại, ai lại muốn chết kia chứ? Quân tiêu giao làm như vậy giống như cho nàng thêm một sinh mệnh. Nhìn Lưu Thiến Thiến, quân tiêu giao cũng có chút câm nín. Sao nữ nhân nào cũng muốn làm nữ nô của hắn? Trong đồng tử thủy tinh tím của Tô Tử Quỳnh bên cạnh lộ ra chút đề phòng. Quân tiêu giao có một thị nữ hầu hạ là nàng ở hạ giới là đủ rồi. Nữ nô thì không cần, huyền thiên tông các ngươi cũng chỉ còn lại một mình ngươi sao. Quân tiêu giao hỏi, dưới đáy mắt của Lưu Thiến Thiến lộ ra chút thất vọng, nhưng vẫn nói, vậy thì không, tông chủ là thánh nhân cường đại, hẳn bọn họ đã rút lui. Vậy à, quân tiêu giao khẽ gật đầu, nếu đám người huyền thiên tông chủ còn sống, vậy còn có thể tìm được vị trí của bọn họ dựa vào lệnh bài kim sắc trong tay hắn. Đi thôi, quân tiêu giao xua tay, hắn chuẩn bị đi tìm những nhân mã còn sót lại của huyền thiên tông. Lưu thiến thiến cũng đuổi kịp, mà phía bên kia, ở một dãy núi có cổ mộc che trời. Đám người huyền thiên tông chủ đang tạm thời đặt chân tại nơi đây. Khổ khổ, lũ người vô cực tinh cung đáng chết này, phó tông chủ ho ra máu, ông ta bị cường giả của vô cực tinh cung đánh lén, trên người có thương thế rất nghiêm trọng sợ là vô cực tinh cung kia đã sớm bất mãn với huyền thiên tông ta, hiện tại mới lộ ra nanh vuốt. Sắc mặt huyền thiên tông chủ âm trầm như nước, trên người ông ta cũng có thương thế không nhẹ, nếu chỉ có kim giác tộc và ngân giác tộc thì huyền thiên tông còn miễn cưỡng có thể trấn áp. Nhưng vô cực tinh cung là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Đáng giận, những tội tộc và vô cực tinh cung đó thật đáng giận đến cực điểm. Một ít cường giả còn lại của huyền thiên tông nghiến răng nghiến lợi mà quát. Còn một ít đệ tử tuổi trẻ may mắn chạy ra từ huyền thiên tông, trên mặt lộ ra vẻ mặt ảm đạm xám xịt. Chẳng lẽ chủ thượng quân gia tiên vực sẽ không tới giúp chúng ta sao? Một nữ đệ tử huyền thiên tông ảm đạm nói, chủ thượng quân gia sẽ không từ bỏ huyền thiên tông chúng ta đâu đúng không? Một nam đệ tử khác bi quan nghĩ, nói cái gì vậy, huyền thiên tông chúng ta vẫn luôn trung thành với chủ thượng quân gia, ta tin chủ thượng quân gia nhất định sẽ không từ bỏ chúng ta. Một cường giả thiên thần nói chắc chắn, thấy tình cảnh này, Huyền Thiên Tông chủ cũng thở dài trong lòng. Tất nhiên ông ta cũng hy vọng chủ thượng quân gia có thể tới cứu Huyền Thiên Tông. Nhưng hiện tại còn có khả năng sao?